Rồi em chào bà con nha. Nay ngày 3 tháng 7 2024 ha. Nay em lên số máy rẽ bèo luôn cho bà con coi có gì mua ủng hộ em ha. Rồi em bán theo mã số thứ tự ha. Mỗi cây máy có mã số thứ tự khác nhau ha. Cây này 980 nè. Cây này iPhone 4 ha. iPhone 4G bỏ SIM nghe gọi tốt lắm, màu đen ha, cũng còn đẹp lắm. Nó quốc tế luôn, bỏ SIM tất cả SIM nghe gọi được ok luôn ha, full chức năng luôn. Em bán có 300 à, mã số là 981 nha, à, 980 nha, mã số là 980 ha. Em quên mở nguồn, máy móc ok, full chức năng ha, à, 980, có 300k bỏ SIM nghe gọi tốt lắm ha, cây này full chức năng, wifi này kia đầy đủ ha. Đây mở nguồn xong rồi ha, máy móc em tải sẵn ứng dụng mới ha. Đó, ai xài được xài ha, máy là móc ok, full chức năng ha, wifi này kia đầy đủ ha. Đó, có 300k mã số là 980 nha, bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ha, 50% gì đó, hay là chuyển khoản cho em ha, nếu cọc 100 em sẽ bao ship nha, mã số là 980 nha, 300 ha. Rồi 981 nữa ha, cây này Galaxy G361 nha, học online tốt, Android 5 chấm ha. Cái này năm cái này em bán 300k ha, bỏ SIM nghe gọi tốt, hai SIM luôn ha, hai SIM 4G luôn, máy móc ok, full chức năng luôn, pin rời luôn, pin thì chưa tốt luôn ha. Đó, bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa, máy em tải sẵn ứng dụng rồi, pin cũng tốt ha. Đó, cái này em bán có 300 mà full chức năng, màn hình rin men rin rin nguyên cây luôn nha. Đó, mã số là 981 ha, 300k ha. Rồi cái 982 nè, cây này cây Moto C nha, học online tốt, Android nó 7 chấm luôn. Đó, em bán có 300 luôn, 350 giờ bán 300 cho bà con luôn, mã số là 982 nha. Đó, máy móc thì cũng là rin nguyên cây, full chức năng luôn nha, máy móc rin hết luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha, tải sẵn ứng dụng luôn đó, máy móc ok, full chức năng, bỏ được SIM nghe gọi ok bình thường ha. Đó, full chức năng luôn. Rồi cái này em bán có 300 ha, mã số là 982 nha. Rồi cái 983 nè, cây này cây Oppo F7 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 300 mà. Đó, bỏ SIM nghe gọi tốt, hai SIM luôn nha. Nó màu đen ha. Đó, không nứt, không bể, không gì hết. Cảm ứng xài bình thường, full chức năng, màn hình Rin. Cái màn hình nó hơi chạy nhẹ ha, hơi chạy, em bán có 300, bỏ SIM nghe gọi cũng lời. Tải sẵn ứng dụng nè, được hai SIM 4G luôn nha. Đó, mã số là 983 nha, có 300k thôi nha. Rồi cái 984 nè, cây này cây Galaxy G530 học online tốt, Android 5 chấm luôn, xài được hai SIM 4G luôn, em bán có 300k ha, mã số là 984 nha. Đó, bỏ SIM 4G vô xài bình thường luôn ha, hai SIM luôn, màn hình rin men rin rin hết luôn, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, tải sẵn luôn, pin rời luôn nha. Đó, không nứt không bể không gì hết, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn. Đó, có 300k, mã số là 984 nha. Rồi cái 985 nè, cây Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, pin gin, máy gin, toàn bộ gin hết toàn bộ luôn, máy móc ok luôn ha. Vỏ thì cũ qua 5 tháng thôi. Em bán có 350 à, mã số là 985, xài được hai SIM 4G ha. Đó, máy móc ok luôn, rin nguyên cây luôn. Đó, máy móc rin tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, cây này cứng khừ ha. Rồi, cây này em bán 350 ha, mã số là 985 nha. Rồi 986 nè, cây Vivo 1801 nha, cây này bị nứt đó, cây này bị nứt ở trên đây ha, nứt có một miếng ở trên đây thôi, cảm ứng người xài bình thường, máy móc ok full ha. Đó, cây RAM 2 bộ nhớ 16 Android 8 chấm luôn, nếu mà không bị nứt cây này em bán cái 500 550, cây này em bán có 350 ha, mã số là 8 986 nha, xài được hai SIM 4G luôn ha. Đó, màn hình máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng luôn đó, chỉ có bị nứt ở trên đó một miếng thôi, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin thì tốt ha. Đó, cây này cũng bự nha. Đó, em bán có 350 rồi, mã số là 986 nha. Rồi cái 987 nè, cây này cây LG Stylo nha, LG ha. Đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này màn hình Super AMOLED ha. Đó, có cái nút nguồn nằm giữa, nút lớn nút nhỏ nằm đây ha. Đó, cây này thì mã số là 8 987 nha. Đó, em bán có 350 rồi, không nứt không bể không gì hết, chạm hai cái màn hình nó lên ha, rồi tắt màn hình hai cái, còn không rồi bấm nút này ha,
Bấm nút này nó lên ha. Đó, vuốt màn hình đẹp Super AMOLED luôn, pin thì tốt lắm nha. Pin thì ok lắm ha. Nó tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi nè. Máy móc cứng cừ đẹp ha, màn hình đẹp lắm. Đó, để nghe gọi mà chơi những cái game ứng dụng của em tải hơn cũng lời nữa. Bấm hai cái màn hình tắt nè. Này không có chế độ tắt bằng ấy nha. Rồi cây này 350 nha, mã số là 987 nha, có 350 thôi nha. Rồi cái 988 nè, cây Galaxy S4 nha, nó hàng hiếm luôn á, gấp S4 RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm ha. Cây này em bán 400 nha. Cây này màn hình Super AMOLED nha, rin nguyên cây luôn, màn hình không không chày luôn ha. Đó, rin nguyên cây luôn, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, bỏ sim nghe gọi ok 4G luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Đó, ứng dụng có sẵn luôn ha. Đó, nhập wifi vô quốc thôi, xài thôi. Cây này có hồng ngoại luôn nha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, em bán có 400 mà. Mã số là 988 nha. Rồi cái 989 nè. 989 nè, cây này Galaxy Z320 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn ha. Đó. Rồi cái 989 nè, cây này Galaxy Z320 học online tốt, Android 5 chấm ha. Cây này em bán có 400 mà trước em bán tới 500, 550 á. Cây này thì zin nguyên cây full chức năng luôn nha, xài được hai sim 4G luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn, màn hình zin men zin luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, pin thì tốt lắm. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó. Cây này pin rời luôn nha. Em bán có 400K, mã số là 989 nha. Xài được hai sim luôn á. Màn hình zin men zin zin nguyên cây luôn, wifi này kia đầy đủ ha. Rồi mã số là 990 nè, cây này cây GTEC A32F. À, cây này học online tốt, Android nó lớn lắm, Android nó 8 chấm luôn ha, có găng tay một chạm luôn nè. Nó xài được hai sim luôn nha. Em bán có 400K thôi, 400K nha, mã số là 990 nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, riêng nguyên cây chạy sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm ha. Wi-Fi này kia đầy đủ ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, em bán có 400K thôi. Mã số là 990 nha. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel hay là chuyển khoản em 50 hay 100 gì đó, cộng trăm em sẽ bao ship nha. Đó, mã số là 990 nha, 400K ha. Rồi cây 991 nè, cây này cây Oppo F1W nha, cây này đặc biệt là RAM 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 16 Android 5 chấm ha. Cây này em bán có 400 RAM 3 mà em bán 400, xài được hai sim 4G luôn nha. Cây này cũng rin nguyên cây luôn, rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha, máy móc ok full luôn ha, không lỗi gì hết nha. Đó, rin toàn bộ luôn, mã số là 991 nha, 400K ha. 400K thôi, RAM 3 bộ nhớ 16 luôn ha. Mã số là 991 nha, có 400K thôi nha. Rồi mã số là 992 nè, cây Vivo 1610 nha, 1610 ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn nha. Xài được hai sim 4G luôn ha. Em bán có 450 nha, mã số là 992 nha. Đó, 992 450 luôn, rin nguyên cây luôn, màn hình rin men rin, tải sẵn ứng dụng, pin thì tốt ha. Đó, máy móc ok luôn ha, wifi này kia đầy đủ nha. Đó, máy móc ok, thẻ nhớ gắn trên đầu ha, còn sim thì chọc bên đây ha. Rồi cây này 992 nha, có 450 ha. Rồi cái 993 nè, cây này cây Vivo 1606. Em lộn rồi. Rồi cái 933 ha, cây này cây Asus Z008D nha, cây này RAM 2, bổ nhớ 16, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 350, xài được hai sim luôn nha. Máy móc thì rin nguyên cây full chức năng, nút nguồn nằm trên đầu ha. Đó, máy này rin luôn ha. À, nút lớn, nút nhỏ nè. Đó, máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, pin thì tốt lắm nha, xài nghe gọi ok lắm, hai sim luôn nha. Rồi em bán có 350 rồi nha, sổ luôn, 350 cho bà con luôn. Mã số là 993 nha, pin thì trâu lắm, nặng kịch ha. Rồi mã số là 994 nè, cây này cây iPhone 5S ha, 16 GB quốc tế mất vân tay ha. Cây này em bán 500 nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Mã số là 994 nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn có gì gắn tài khoản vô rồi tải ứng dụng ha. À, cây này iOS là 12 chấm mấy á. Nó pin thì tốt lắm ha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. À, em bán có 500 ha, mã số là 994 nha. iPhone 5S. Rồi mã số là 995 nè. Cây này cây LG G4 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm nha. Cây này em bán 600 nha. Cây này
màn hình này Super AMOLED mà công nhẹ nha. Đó. Cây này màn hình đẹp lắm, pin thì tốt lắm nha. Pin cũng tốt lắm, nút nguồn nằm đây, nút lớn, nút nhỏ ha. Đó, bấm hai cái màn hình nó cũng lên ha, hai cái màn hình tắt ha. Bấm hai cái liên tục nha. Bấm nhanh đó, nó mới lên nha. Pin thì tốt lắm, tải sẵn con cá lội luôn, tải sẵn ứng dụng luôn nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, màn hình Super AMOLED luôn nha. Đó, máy móc đẹp Kenspan luôn, không ám ố, không gì hết luôn. Nó chạy không thấy đường luôn. Rất là nhanh nha. LG. Đó. Cây này em bán 600 nha, mã số là 995 nha. Rồi 996 nè. Cây này cây Galaxy S6 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này thì có sạc không dây nè. Có sạc không dây, có đo nhịp tim nữa ha. Có hồng ngoại luôn nha. Đó, màn hình thì zin, máy móc ok, không nứt, không bể, không gì hết, tróc thủy nhẹ trên đây thôi nha. Đó, màn hình zin luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Cây S6 ở đó mắc lắm nha. Mà giờ em bán ghệ ghệ, găng tay trên nút home luôn nha. Cây này có sạc không dây, nó có đo nhịp tim luôn. Em bán có 600 rồi nha. 600k, mã số là 996 nha. Có 600k thôi nha, chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Máy móc ok, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Rồi mã số là 997 nè. Cây này cây Galaxy A9 Pro nha. Đó, cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha. Đó, máy móc màn hình zin men zin zin hết luôn, toàn bộ luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng, pin thì tốt lắm, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, RAM 4 nha, chứ không phải thường ha, bự nữa. Đó, em bán có 900, mã số là 997 nha, 997 nha. 900 là chưa đủ tiền cái màn hình của cái A9 Pro này luôn. Đó, máy móc ok, vô cài đặt lướt nhẹ cho bà con coi ha. Đó, máy móc ok luôn ha, pin thì tốt lắm nha. Đó, 997 nha, 900k ha. Rồi 952, cây này cây Wiko nha, nó xài được hai sim 4G luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 300 nhưng mã số là 952 ha. Đó, máy này thì riêng nguyên cây, full chức năng, bỏ sim nghe gọi tốt luôn, có cam trước đàng hoàng ha. Pin thì 100% luôn, sạc đầy ok full ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, không lỗi không gì hết luôn. Đó, em bán rẻ cho bà con luôn, có 300k thôi. Mã số là 952 nha, em bán theo mã số thứ tự nha, 952 nha, 300k nha. Rồi cái 954 nè, cái Oppo Neo 9 màu đen ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm nha. Đó, cái này em bán 350, bỏ được hai sim 4G luôn, mã số là 954 ha. Đó, 954 luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, riêng nguyên cây, full chức năng ha, màn hình nó hơi chạy nhẹ chứ không ảnh hưởng gì mấy ha. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Đó, những cái game có những cái ứng dụng của em tải vô rồi xài không cũng lời nữa. Wi-Fi này kia đầy đủ ha. Hai sim 4G luôn, có 350 rồi, mã số là 954 nha. Rồi cái 955 nè. Cây này cây Asus Z010D nha. Cây này bị đốm nha. Đó, bị đốm có một miếng chính giữa rồi nè. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này pin trâu lắm nha, nó nặng kịch nè. Xài được hai sim 4G luôn, em bán có 350 rồi. Nếu mà không bị đốm em bán có 500 ha. Cây này em bán có 350 rồi, mã số là 955 nha. 955, pin trâu lắm, máy móc ok luôn, bị nhỏ xíu ra không ảnh hưởng gì mấy nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, pin thì tốt, tải sẵn ứng dụng luôn ha, xài được hai sim 4G luôn. Rồi cây này pin trâu lắm, mã số là 955 nha, 350 ha. Rồi cái 956 nè, cây này Galaxy Z320 nha, riêng nguyên cây, full chức năng. Đó, riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng men riêng riêng hết toàn bộ, xài được hai sim 4G luôn nha. Học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán có 400 ha, 450 mà giờ em bớt luôn, còn 400 nữa ha. Mã số là 956 nha. Đó, pin rời dễ thay, dễ sửa, dễ xài, xài được hai sim luôn nha. Đó, màn hình riêng men riêng riêng hết luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, pin tốt luôn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình zin men zin hết toàn bộ, xài được hai sim 3G 4G ok luôn ha. Cây này wifi đầy đủ ha. 400k, mã số là 956 nha. Rồi cái 957 nè, cây này Galaxy S5 nha. Đó, phiên bản này là 4G ha. Cây này gum tiếng Anh nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn.
Cây này em bán 400 nha, có đo nhịp tim nè, có hồng ngoại luôn nha. À, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, máy móc rin toàn bộ luôn ha. À, tải sẵn ứng dụng luôn, bỏ sim nghe gọi tốt, wifi đầy đủ ha, pin cũng tốt nữa. Đó, à, tải sẵn ứng dụng luôn. Rồi cây này á, em bán có 400 rồi nha, mã số là 957 nha, 957 400k ha. Rồi cái 956, 959, 959 là Galaxy Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android nó 6 chấm nha. Cây này em mới xin bản quyền lên được 6 chấm ha. Đó, em bán ở 450 rồi, mã số là 959 nha. Đó, máy em mới reset xong, tải sẵn ứng dụng hết luôn. Máy full chức năng, rin nguyên cây luôn nha. Rin toàn bộ luôn, pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Đó, em bán có 450 rồi, mã số là 959 nha. Reset sim, wifi này kia đầy đủ luôn ha. Em đang nâng cấp Android lên đó. À, máy móc ok luôn ha. Đó. Đó, nâng cấp thành công, tài sẵn ứng dụng luôn à, mà ứng dụng tài sẵn luôn ha, mà máy móc ok luôn, rin nguyên cây luôn, màn hình rin men rin rin hết luôn nha, đó, rin toàn bộ luôn. Đó, máy móc ok full chức năng ha, đó, máy móc ok luôn. Đó. Rồi cây này em bán 450, mã số là 959 nha, 959 ha. Rồi cái 960, cây này cái Vivo i55A nha. Đó, cây này là RAM 2, 4 GB 16, Android nó 6 chấm. Xài được 2 SIM, 1 thẻ nhớ ha, 2 SIM 4G luôn. Đó, em bán có 450 và mã số là 960 nha. Đó, cây này thì rin nguyên cây luôn, cũng bằng rin, rin men rin rin hết luôn ha. Máy móc full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. À, cái wifi này kia đầy đủ luôn ha. À, máy chạy không thấy đường luôn. Nó em bán có 450 rồi, mã số là 6960 ha, 450 nha. Rồi cái 961 nè, cây này cái Huawei NL22 nha. RAM 2, 4 GB 16, Android nó 6 chấm nha. Cây này em bán 450 luôn, xài cũng được 2 SIM ha. Mã số là 961 nha, Android nó 6 chấm luôn. Máy móc ok, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn nha. Nó tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Wi-Fi đầy đủ ha. Đó. Máy móc ok luôn, em bán có 450, mã số là 961 nha. Rồi 962 nè, cây này cây Galaxy S5 nha, tiếng Việt. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn ha. Có đo nhịp tim nè, có hồng ngoại luôn nha. Đó, em bán có 450, mã số là 962 nha. Đó, máy mày có 4G luôn, máy móc ok luôn, xài sẵn ứng dụng luôn, màn hình Super AMOLED screen luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, nó có hồng ngoại luôn, có Gmod luôn ha. Rồi cây này em bán có 450 rồi, mã số là 962 nha, 962 ha. Rồi cái 964 nè, cây Nokia 3 nha, nó màu trắng ha, đẹp ha, cú nù. Cây này xài được 2 SIM, 1 thẻ nhớ nha. RAM 2, 4 GB 16, Android nó 9 chấm luôn. Em bán 500 ha, mã số là 964 nha, xài được 2 SIM 4G luôn. Cái này màn hình rin men rin luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Nó tải sẵn ứng dụng hết rồi. Đó, về nhà bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha, có 500k, mã số là 964 nha. Rồi cái 965 Galaxy Z700 hơi ám nhẹ, màn hình rin ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, màn hình bự ha. Xài được 2 SIM 4G luôn, pin rời luôn nha. Đó, em bán có 450 rồi. Mã số là 965 nha. Đó, cây này thì màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, màn hình rin luôn, máy móc rin hết toàn bộ luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, máy móc ok là full ha. Rồi, cây này em bán có 450 thì xài được 2 SIM luôn nha. Z700 nha. Đó, có 450 rồi, mã số là 965 nha. Rồi cái 966 nè, cũng là Galaxy Z700, cây này đẹp ha, màu trắng. Đó, máy móc ok, full chức năng, có dáng cường lực sẵn luôn. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán sổ luôn, có 500k, xài pin rời luôn. Màn hình rin, men rin, rin hết luôn ha. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng vô con luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm, máy móc ok, wifi đầy đủ, sim bọng ok, màn hình rin luôn. Đó, máy ok luôn ha, xài được 2 sim luôn, có 500k, mã số là 6966 nha.
Rồi cái 967 nè, cây này Galaxy Z700 ha. Cây này cũng là zin nguyên cây full chức năng màu vàng ha. Đó, cây này em bán giá 550 nha. Đó, RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn. Mã số là 967 nha, 2 SIM 4G luôn. Đó, cây này full chức năng zin nguyên cây luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, em bán có 550. 550 chưa đủ tiền cái màn hình. Máy móc ok full zin nữa ha. Đó, em bán 550, mã số là 967 nha. Rồi cái 968 nè, cây này cây Galaxy XA1 nha, nó bị nứt kính ha, nhưng mà mạnh lắm. Cây này thì ép kính được luôn mà em để về bán rẻ ha, chứ ra em bán cây này tới 700 luôn. Rồi em bán có 500 ha, trừ tiền ép kính ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này của thằng Ni ha. Đó, em bán có 500, RAM 3 bộ nhớ 32 nó mạnh lắm. Nó u nù sạc đuôi tai si. Đó, máy nó vuông góc ha, mã số là 968 nha, 500K ha. Để em mở màn hình cho coi nè, đẹp ken spen luôn. Cảm ứng thì xài bình thường, bị nứt kính thôi. Đó, bị nứt ha. Có gì về ép kính cũng được thôi, để về xài cho rẻ ha. Để về xài cho rẻ nha, cảm ứng thì xài bình thường. Pin thì tốt lắm, wifi này kia đầy đủ, nó vuông vuông, nó đẹp đẹp, nó sang trọng lắm ha. Mã số là 968 nha, 500K ha. Rồi cái 969. 969 là cây Oppo F1S nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 5 chấm. Đó, cây này em bán 550 nha. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, em bán có 550. Đó, mã số là 969 nha, 969 có 550. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Đó, máy bị nứt một đường ha. Đó, nứt một đường ở đây nè. Nứt một đường nha. Đó. RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Cây này chắc em bán 500 luôn quá. Sửa lại cho bà con ha, bán 500 cho bà con luôn ha. Rồi em sửa lại ha, em bán 500 luôn nha. Mã số là 969 nhân 500K thôi nha. RAM 3 cũng nhớ 32 luôn. Đó, chỉ bị nứt ở đây miếng ha. Máy móc ok full ha. Cảm ứng mồi găng tay trên nút home luôn, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi 500K mã số là 969 nha. Gồm có cây 975 nè, cây cây Galaxy Note 9 nha, nó bị đớm miếng ha. Đó, RAM 6 nha, bộ nhớ 128, Android nó 9 chấm. Cây này thì hai camera đo nhịp tim nè, găng tay nằm đây ha. Cây Note 9 nè. Cây này là mình nó hồi đó là nó là một cái PC luôn á. Màn hình Super AMOLED không nứt gì hết luôn nha, bị đớm ha. Để em cho coi cái đớm ha. Nó bị đớm đen miếng nè, đó, không miếng ha, màn hình cũng còn trắng nõn luôn, không ám ố gì hết luôn nha. Phiên bản này xài được hai SIM luôn của Việt Nam luôn nha. Đó, cây này RAM 6, bộ nhớ 128 luôn, Android 9 chấm. Đó, em bán giá con 1,8 triệu. Mã số là 975, 975 nha, có 1,8 triệu rồi nha. Màn hình Super AMOLED không cũng lời nữa, có cái viết sạc đuôi tai si, xài được hai SIM nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn, con cá lội điểm ảnh đẹp lắm ha. Để màn hình đen thì không ai biết luôn, không biết bị đớm nha. Bật màn hình trắng lên mới biết nha. Đó. Máy móc ok full chức năng ha. Rồi cái này em bán giá 1,8 triệu nhưng mã số là 975 nha. Rồi mã số đầu tiên nè, 931 ha, 930 nha, mã số 930 nè. Cây Galaxy Z200 nha. Cây này không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây luôn, màn hình hay ám nhẹ nha. Học online tốt, Android 5 chấm luôn. Nó xài được hai SIM 4G luôn nha. Bỏ SIM nghe gọi cũng lời, nó có 300K thôi. Mã số là 930 ha. Đó, máy móc zin nguyên cây luôn, full chức năng màn hình zin men zin hết toàn bộ luôn ha. Nó tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin thì tốt, pin rời luôn, dễ thay dễ sửa dễ xài luôn ha. Nó có 300K thôi, mã số là 930 nha. Bên em bán có cọc, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 gì đó, cọc 100 em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi mã số là 931 nè, cây này cây Galaxy Z500 nha, nó bị nứt. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn, xài được hai SIM 4G luôn nha. Đó, bình thường cây này em bán 450, 400, 450, nứt nứt có miếng à. Cảm ứng xài bình thường nha. Nó màn hình chắc nịch ha. Đó, xài được hai SIM luôn, pin rời luôn ha. Rồi em bán có 300 rồi nha. Mã số là 931 nha, 300K ha. Đó, màn hình rin men rin rin hết toàn bộ máy luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, có 300K thôi. Mã số là 931 nha.
Rồi cái 932 nữa ha. Cây này cây Galaxy S4 nha. Đó, màn hình Super AMOLED, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này bị sọc một đường đường chỉ không ảnh hưởng gì mấy ha. Nó em bán có 300k thôi, mã số là 932 nha. Màn hình này Super AMOLED. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Nó bị sọc một đường thôi ha, không ảnh hưởng gì mấy ha. Nó xài bình thường, full chức năng, bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa nha. Chơi những ứng dụng em tải nè, có 300k thôi nha. Có hồng ngoại luôn nha. Đó, có hồng ngoại luôn, có 300k thôi nha. Đó, mã số là 932 nha. Rồi cái 936 nè, cây dòng GTEC 15 16 Plus ha. Cây này hai SIM, ở SIM thì gỡ cái lưng cái nắp này ra ha. Nó là RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm ha. Cây này pin thì tốt lắm, nặng kịch ha. Em bán cũng có 350 rồi. Xài được hai SIM 4G luôn, 350, mã số là 936 nha. Đó, máy móc là full chức năng, riêng nguyên cây luôn, pin thì tốt ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi đó. Đó, máy móc ok luôn, chạy nè. Đó, không thấy đường luôn nha. Rồi cái này 350, mã số là 936 nha. Rồi cái 937 nè, cây này cây Oppo F5 nha, nó bị nứt. Nó mà nứt một đường một ha, nứt một đường một em bán rẻ luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Đó, cây này thường thường em bán tới 6 700 á, bị nứt con đường ha, em bán 400k thôi, 400k nha. Đó, găng tay nằm đây, xài được hai SIM 4G luôn ha. Máy móc ok luôn ha. Mã số là 937 nha. Đây màn hình là full chức năng gin nữa, full chức năng luôn, bị nứt miếng nha. Đó, bị nứt con đường ha, bị nứt một đường ha, máy móc ok luôn nha. Đó, rồi cây này 937 nha, 400k thôi, 400k nha. Rồi cái 938 nè, cây Mobitas S50 nha, Mobile S50, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Đó, Android nó rất là cao ha, màu đỏ cũng còn mới lắm, đẹp đúng không ha, cũng còn đẹp quá ha. Đó, cây này xài được hai SIM 4G luôn ha, em bán có 400k, mã số là 938 nha. Máy này full chức năng riêng nguyên cây luôn. Đó, full chức năng mà riêng nguyên cây luôn nha, tải sẵn ứng dụng luôn đó, ứng dụng tải sẵn luôn nè. Đó, máy móc ok, full chức năng ha. Đó, cũng còn đẹp ha. Rồi cây này em bán 400 nha, mã số là 938 nha. Bên em bán có cọc, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel á, 50% vậy đó, cọc 100 em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. 938 nha, 400k. Rồi 939 nè, cây này cây GTEC B51 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm ha. Cây này hai SIM, một thẻ nhớ, SIM nó nằm ở trên đầu ha. Đó, cây này 450, mã số là 939 nha. Pin thì tốt lắm, xài trâu lắm, xài được hai SIM 4G nữa. Đặc biệt là riêng nguyên cây luôn, full chức năng luôn nha. Tải sẵn ứng dụng luôn, quá cực kỳ luôn. Tải sẵn ứng dụng, pin thì tốt lắm nha. Pin thì trâu như con bò. Rồi mã số là 939 nha, 450 ha. Rồi 940 nè, 940 là cây Lenovo A700 nha. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm nha. Em bán 450, xài được hai SIM 4G luôn. Máy móc cũng riêng nguyên cây luôn, full chức năng nè, màn hình riêng men riêng riêng hết luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok, full chức năng nha, máy như clip ha. Đó, không nứt không bể không gì hết luôn nha, máy móc ok luôn ha. Đó, 940 luôn, có 450 nha, 450 xài được hai SIM 4G luôn nha. Rồi mã số là 941 nè, cây này Oppo F1S nha, nó hơi ám nhẹ, đường cái màn hình riêng men riêng hết toàn bộ, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này RAM 3 cũng nhớ 32 nha, em bán có 500k thôi, mã số là 941 nha, 941 có 500k thôi. Găng tay nằm đây ha, găng tay một chạm trên nút home. Máy móc em tải sẵn ứng dụng và pin thì tốt lắm nha. Máy móc ok luôn nha, em bán có 500k mà RAM 3 cũng nhớ 32 luôn á, mã số là 941 nha. Rồi cái 942 nè, cây Mobitas X1 nha, nặng kịch ha. Nó găng tay một chạm luôn, xài được hai SIM 4G luôn ha, RAM 3 nha, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thường thường em bán tới 7 800, em sổ luôn, rồi em bán có 550. 550 nha, mã số là 942 nha. Nó RAM 3 bộ nhớ 32 là pin tốt luôn á. Nó nặng kịch ha. Đó, máy móc ok luôn, mự ha. Đó, bỏ SIM nghe gọi tốt, pin thì trâu ha. Đó, cây này hai SIM luôn nha. Đó, em bán giá có 550 rồi nha. Có 550 rồi. Nó máy móc ok luôn ha, có găng tay một chạm luôn nha, có hồng, có mít cơ thổi luôn ha. Cây này em bán 550 nhưng mã số là 942 nha.
Rồi cái 943 nè. Cây này cây Movitas S2 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này có găng tay cũng găng tay một chạm, xài được hai SIM 4G, vỏ hay xấu qua 5 tháng nha. Đường cái màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, em bán giá có 600 nha, RAM 3 bộ nhớ 32 nha. Em bán có 600 ha. Mã số là 943 nha. Cây này cũng pin trâu lắm, máy móc ok full chức năng luôn nha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, màn hình Green Man Green hết luôn. Đó, RAM 3 nó chạy không thấy đường luôn, xài tốt lắm, bền lắm ha. Học online cũng ok luôn ha. Cây này học online thì khỏi nói rồi. Dạ, giá nó 600 ha, mã số là 943 nha. Rồi cái 944 nè. Cây này cây iPhone 6G nha, nó bị nứt. Nứt con tí nỉ ở dưới đây nè, mẻ dưới góc này miếng nè ha. Ở cây này thì nghe gọi tốt lắm. À, quốc tế luôn nha, bỏ SIM nghe gọi ok luôn ha. 16 GB. Đó, hồi đó mua cây này không mười mấy cũ, giờ em bán có 650, 650 nha. Mã số là 944 nha. À, máy móc ok full chức năng, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Free Fire up luôn nha. Đó, muốn tải ứng dụng gì thì gắn tài khoản vô tải thoải mái luôn nha. Cây này xài được bình thường hết luôn. Nó là iPhone 6G mà chứ không phải thường đâu ha. Rồi em bán có 650, mã số là 944 nha. Rồi 947 nè. Cây này cây Galaxy S8 Plus nha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm ha. Đó, cây này màn hình Super AMOLED screen luôn ha, full chức năng luôn. Đó, cây này có sạc không dây, có đo nhịp tim, có găng tay một chạm luôn. Đó, đặc biệt cây này xài được hai SIM luôn ha. Đó, sạc còn đôi tai si luôn. Màn hình thì Super AMOLED cong luôn nha. Đó, tải sẵn con cá luôn, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, màn hình đẹp Ken Sherpa luôn. Cái màn hình không mà là dư giá tiền luôn, dư tiền rồi luôn ha. Em bán 2 triệu 3 nha. Mã số là 947 nha, 947 ha. Rồi cây đầu tiên là mã số là 910 nè, cây Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng, xài được hai SIM 4G luôn. Em bán có 350. Cây này màn hình không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây full chức năng luôn, pin rời dễ thay dễ sửa dễ xài luôn. Đó, em bán có 350. Mã số là 910 nha, 910 ha. Bên em bán thì có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel á, 50% gì đó, cộng trăm em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì ăn càng tốt ha. Mã số 910 nè, có 350 rồi nha. Rồi mã số là 911 nè, cây này cây Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm, rin nguyên cây luôn, màn hình rin nha, main rin full chức năng luôn, pin rời luôn, xài được hai SIM 4G luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn, máy móc ok luôn, cây này xài bền lắm nha, màn hình chắc nịch ha, nó màn hình rin nó chắc lắm. Cây này em bán giá có 350, mã số là 911 nha, 911 bỏ được hai SIM nghe gọi 4G cũng lời nữa ha. Đó, mã số 911 nha, 350 ha. Rồi mã số là 912 nè, cây này Galaxy Z320, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán có 400 rồi nha. Đó, 400 luôn. Đó, thường thường cây này em bán có 500 nữa, em bán 400 cho bà con luôn, sổ cho bà con luôn ha. Đó, máy móc ok rin luôn ha, màn hình rin man rin rin hết, xài pin rời mà xài được hai SIM 4G luôn. Đó, em bán có 400k thôi, mã số là 912 nha. 912 ha. Máy còn đẹp Ken Span luôn, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, có 400k, mã số là 912 nha. Rồi cái 913 nè. Đó. Rồi 913 thường em bán 400, em bán 350 cho bà con luôn. Cây này hơi ám nhẹ, được cái rin nguyên cây, full chức năng luôn ha. Nó bỏ được hai SIM 4G luôn. Nó bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa ha. Em bán có 350 luôn, sửa giá luôn, bán 350 cho con luôn, mã số là 913 nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó. Màn hình ok đẹp luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, ứng dụng tải sẵn luôn, pin thì tốt lắm nha. Nghe gọi ok luôn, full chức năng ha. Đó, cây này em bán 350 luôn, mã số là 913 luôn, 913 nha. Rồi cái 914 nè, cây Huawei U00 nha, cây này học online tốt, Android nó 6 chấm nha. Cây này nặng kịch nè, pin nó tốt lắm, xài được hai SIM luôn nha. Hai SIM 4G, rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, cây này xài cũng bền lắm, dễ gì hư được nó, trừ khi rớt bể thôi nha. Máy móc ok, pin thì tốt ha, có 400k thôi, 400k nha, mã số là 914 nha. 914 nha, mở khóa màn hình cái beng 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 đã ha, cốc 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 đã, pin thì tốt lắm. Pin thì khỏi nói ok luôn ha. Đó. Máy móc ok luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nha. Đó. Đó, cây này em bán có 400 ha, mã số là 914 nha.
Rồi cái 915 nè, cây này cây Huawei L21 nha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Đó, cây này đúng ra bán 500 bán 450 luôn, 450 pin thì trâu lắm nha, xài được hai SIM 4G luôn nha. Đó em bán có 450, mã số là 915 nha. Cây này thì full chức năng riêng nguyên cây luôn, không nứt không bể không gì hết. Máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, được cái riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng man riêng luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn nha. Đó, riêng hết toàn bộ luôn, xài rất là bền nha. Pin thì tốt lắm ha. Nó cây này em bán có 450 thôi, 450 nha. Mã số là 915 nha. Rồi cái 916 nè, cây này cây Mi 5A nha, của dòng Mi, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này mạnh lắm nha, nó xài được 6 nhân mỗi sừng 2 Hz, nó chạy một tốc độ gần ngang ngửa với RAM 3, bộ nhớ 32 của thằng khác luôn nha. Nó cây này em bán có 500, mã số là 916 nha. Mi thì dòng này thì nó chạy không thấy đường rồi, nó chạy ghê lắm. Em cầm tay trái nên nó khó hơn chút ha. Đó, màn hình Green Man Green hết toàn bộ, pin thì tốt lắm ha. Đó, máy mạnh lắm nha, chơi tất cả các ứng dụng, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá có 500, mã số là 916 nha. Rồi cái 917 nè, cây này cái Oppo A71 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Thường thường em bán 7 tới 800, cây này em bán 600k cho bà con luôn ha, 600 xài được hai SIM 4G luôn của thằng bồ luôn nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn nha, mã số là 917 nha. Đó, máy móc ok luôn full luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè, đó ứng dụng tải sẵn hết cho bà con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, màn hình đẹp. Đó, máy móc xài biết nào hơn nữa, bán có 600k thôi, mã số là 917 nha, xài được hai SIM 4G luôn, nó RAM 3 luôn nha. Rồi cái 919 ha, cây này cây Galaxy A6 nha, nó xài được hai SIM luôn nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn, xài được hai SIM 4G luôn nha. Găng tay nằm đây nè ha, găng tay nè. Đó, cây này mạnh lắm nha, pin thì tốt lắm ha, RAM 3 nha. Đó, em bán có 750 nha, 750 mã số là 919 luôn. Đó, máy móc ok luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, ứng dụng tải sẵn luôn nha. Đó, ứng dụng tải sẵn hết toàn bộ luôn. Đó, màn hình mà máy móc ok full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán 750, mã số là 919 nha. Rồi 920 nè, cây này Galaxy Note 5 nha, Note 5 luôn, RAM 3 à, RAM 4 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. Cây này có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè ha. Đó, có cây viết nha, màn hình thì Super AMOLED luôn ha, màn hình Super AMOLED găng tay trên nút home luôn. Đó, cây này em bán giá có 900 ha, mã số là 920 nha, 920 ha. Đó, màn hình này Super AMOLED đẹp không? Đó, con cá nó lội không? Máy móc ok luôn, màn hình trắng nõn đã lắm ha. Pin thì tốt lắm. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán có 900 ha, RAM 4 nha. Đó, có sạc không dây luôn nha. Mã số là 920 nha, 900k ha. Rồi mã số là 881 nè, cây này cây Galaxy Z120 nha. Đó, Galaxy Z120, cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, của thằng Sam luôn, xài được hai SIM luôn nha. Đó, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán có 350, 350 nha, mã số là 881 nè. Chưa đủ tiền cái màn hình nữa, bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình trong veo luôn. Máy móc không nứt không bể không gì hết luôn, có 350, bỏ SIM nghe gọi cũng lời, hai SIM 4G luôn. Đó, có 350, mã số là 881 nha. Rồi cái 883 nè, cây này Galaxy Z2 Prime nha, màu vàng ha. Nó là full cây, riêng nguyên cây, full chức năng, không lỗi gì hết. Học online tốt, Android nó 6 chấm ha, xài được hai SIM 4G luôn. Đặc biệt nha, em bán có 350 thôi, 350 nha. Mã số là 883 nha. Đó, máy móc full chức năng riêng nguyên cây luôn, tải sẵn ứng dụng luôn đó. Tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, màn hình đẹp luôn, Ken Span riêng luôn ha, rất là nhanh luôn nha. Đó, em bộ đồng hóa tất cả ứng dụng trong đây rồi ha, rất là nhanh nha. Chơi những cái game của em tải những cái ấn dụng này nè. Đó, những cái game ấy là không cần mạng luôn, chơi bình thường luôn. Đó, khỏi cần nhập tự đứng nhập tài khoản này kia thì rất là mạnh nha. Máy này không phải là nhập không được, nhập được nhưng mà bà con không biết cách xử lý thì nó sẽ nặng nha, còn bà con biết cách xử lý thì nó nhẹ lại. Còn em thì tải sẵn rồi, chỉ cần bỏ SIM nghe gọi thôi ha. Mã số là 883 nè, đó xài được hai SIM 4G có 350 rồi nha.
Rồi cái 885 nè, cây này cây Aces A007 nha. Cây này hơi ám nhẹ nha, không nứt không bể không gì hết. Đó, full chức năng luôn, riêng nguyên cây luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm nha. Đó, cây này xài được hai SIM 4G luôn, em bán có 400k thôi. 400k cây này nha, Android 6 chấm luôn. Mã số là 885 nha, 885 luôn. Đó, màn hình đẹp luôn, tải sẵn con cá luôn ha. Đó, hơi ám nhẹ không ảnh hưởng gì mấy nha. Đó, không ảnh hưởng gì mấy nha. Máy móc ok, full chức năng, không nứt không bể không gì hết luôn. Xài tốt lắm. Đó, tải sẵn con cá luôn, máy mạnh nè. Tải sẵn con cá lội màn hình luôn, đẹp cực kỳ luôn nha. Pin thì tốt ha, xài được hai SIM luôn, có 400k thôi. Mã số là 885 nha. Cứ điện hỏi 885 còn không anh, hoặc là nhắn tin cũng được nữa, em trả lời ha. Đó, 400k thôi. Rồi, 886 nè, cây Galaxy Z320 nha. Z320 cái màn hình này hồi trước á, màn hình Red này mắc lắm. Cây này màn hình em hỏi không là trước cách đây năm á, là hỏi khoảng 7 800 900 gì đó. Mà giờ em không biết nhiêu ha. Đó, cây này học online tốt, Android nó 5 chấm, em bán có 400k thôi, xài được hai SIM 4G, có chữ 4G này ha. Hai SIM 4G luôn. Đó, có 400k, mã số là 886 nha, bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa. Đây em tải sẵn ứng dụng hết rồi. Đó, màn hình Green Man, Green Green hết toàn bộ, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, máy thì móc ok luôn. Em tải sẵn mà nó mạnh lắm nha, nó chạy không thấy đường. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, bỏ hai SIM nghe gọi 4G luôn, UG luôn. Đó, có 400k, mã số là 886 nha. Tất cả máy ở đây em bán, em ship thì em cho theo cọng cáp nha. Cọng cáp có nghĩa là cọng dây sạc ha. Chỉ cho theo hỗ trợ được cọng dây sạc thôi nha. Còn cái khác thì em không cho theo được nha. Tại vì em bán cố gắng bán rẻ nhất cho bà con ha. Còn dây sạc có thể là lấy những dây sạc của máy khác sạc qua nó thì được ha. Nên cao cốc này kia đồ sạc được nên không ảnh hưởng gì mấy ha. Mã số là 884 nha, 400k ha, 886 nha, 886 400k nha. Rồi 887 nè, Galaxy Z500 nha. Đó, màn hình Green Man Green hết toàn bộ, không nứt không bể gì hết, hơi ám nhẹ, học online tốt, Android nó 6 chấm nha. Đó, cây này em up lên được 6 chấm luôn, máy móc ok, full chức năng nha. Đó, em bán có 400k cây này thôi. Mã số là 887, xài được hai SIM 4G luôn nha. Đó, hai SIM 4G luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, màn hình Green nguyên cây luôn, màn hình Green nó chắc nịch hả, nó cứng ngắc rồi nha. Đó, cứng lắm, khó bể nó lắm, trừ khi rớt mạnh thiệt mạnh nó mới bể nha, chứ bình thường khó bể lắm. Đó, Android 6 chấm ha. Máy móc ok, full chức năng Green nguyên cây luôn. Ồ, cái này em bán sổ luôn, có 400k thôi bà con ha. 400k nha, mã số là 887 nha. Rồi cái 888 nè. Ồ, 888 là phát 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 ha. Cây này nếu về mà tâm linh thôi là mua cũng phát tài nữa ha. Đó, cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Đó, cây này Galaxy Z500 nha. Đó, em bán có 400k, bỏ hai SIM nghe gọi luôn, hai SIM 4G nghe gọi luôn ha. Mã số là 888 nha. Đó, máy móc ok, riêng nguyên cây, full chức năng, màn hình đẹp luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, tải sẵn ứng dụng, pin tốt, pin rời luôn, hai SIM 4G luôn, màn hình riêng luôn. Đó, có 400k thôi, mã số là 888 nha. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel á, 50% gì đó, cộng trăm em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha, nói em gửi mã ngân hàng qua ha. Còn đặc biệt á, ai mua 5 cây trở lên nha, trong một đơn nha, 5 cây trong một đơn thì em bán sẽ bán giá sỉ nha. 888 400k ha. Rồi em có cây 891 nữa ha. Cây này cây Galaxy E5 nha, E5 nha, màn hình Super AMOLED. Đó, xài được hai SIM luôn. Đó, nó hồi đó là cũng ghê gớm lắm, màn hình đẹp Ken Span luôn. Hồi đó được cây này là mừng lắm nha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm ha. Em bán 450, xài được hai SIM 4G luôn ha. Mã số là 891 nha. Đó, màn hình nó đẹp lắm, màn hình nó cực kỳ luôn, green ha, đẹp Ken Span luôn, nhìn nó đã lắm. Đó, màn hình nó trong veo. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Bán có 450, bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa ha. Không nứt không bể không gì hết, green nguyên cây luôn nha. Đó, 450, mã số là 891 nha. À, 895 nè, cây Nokia 3 nha, Nokia 3. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Đó, cây này thì dài thòn, bỏ được hai SIM 4G luôn. Nó riêng nguyên cây full chức năng. Đó, cây này em bán có 500, 500k. Mã số là 893, 895 nha, 895 ha.
Đó, cây này có thể đọc được mã wifi nha. Thì em nói vậy là tự nghiên cứu nha, chứ em không có chỉ trên đây được ha. Đó, có thể đọc được mã wifi ha. Đó, máy móc ok, full chức năng ha, xài được hai sim 4G luôn, dài thòn. Nó bỏ vô túi gọn hơn, đi ruộng đi đọc này kia ok luôn, trước là bền nha. Đó, cây gần nô nó bền lắm, 500K, mã số là 895 nha. Rồi 896 nè, cây Redmi Go dòng của Mi nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm. Đó, cây này em bán có 500K, mã số là 896 nha. Nó xài được 6 nhân mỗi nhân 2 Hz, rất là mạnh nha. Đó, mạnh mẽ luôn mà em bán có 500K, bán sổ vô con luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng một nồi luôn. Đó, chơi ứng dụng không cũng lời nữa. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, 500K, mã số là 896 nha. Đó, màu đen ha. Xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi, cây 897 nè. Galaxy Z5 2016 nha. Pin nó dài thòn, từ này pin nó dài thòn luôn ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cây này thường thường em bán 700 á, mà giờ em bán sổ luôn ha, bán rẻ cho bà con mua về sử dụng ha. 500K thôi, 500K nha. Android 7 chấm luôn. Nó có 500K, mã số là 87 89 là 7 nha, 897 nha. Cây này full chức năng mà rin nguyên cây luôn, màn hình rin main rin hết toàn bộ nha. Đó, pin thì rời luôn, dễ thay dễ sửa dễ xài ha. Đó, màn hình rin luôn nha, ai nói màn hình lô cho luôn. Đó, rin ha. Máy móc ok, full chức năng, tải sẵn ứng dụng, con cá nó lội vô màn hình là biết rồi ha. Đó, chất lượng nha. Đó, máy móc ok luôn, có 500K thôi, mã số là 897 nha. Cầm 500K không giờ mua được cái dòng giống vậy ha. Rồi cây 898 nè. Cây Nokia 3 2.1 nha, Nokia 2.1 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Cây này thì màn hình nó bự ha. Máy móc ok, pin thì tốt ha. Cây này xài được hai sim 4G luôn. Em bán có 500K thôi, 500K nha. Mã số là 898 nha, không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây full chức năng luôn. À, tải sẵn ứng dụng luôn, rất là bền nha. Máy móc ok luôn ha. Bên em bán có cọc nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel á, 50 hay 100 vậy đó, cọc 100 em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Đó, ai mua thì cọc qua. Rồi 898 nha, 898 500K ha. Rồi mã số là 900 nè. Cây này cây Redmi 5A nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Ở cây này mạnh lắm nha, xài được 8 nhân mỗi nhân 2 Hz. Nó mạnh cực kỳ luôn. Nó nhỏ thấy như vậy đơn giản nha, RAM 2 bộ nhớ 16 là ngang ngửa với RAM 3 của người hãng khác nha. Đó, cây này 550 mà em bán có 550, xài được hai sim 4G luôn, đặc biệt có hồng ngoại luôn nha. Nó xài được hai sim luôn ha. Mã số là 900 nha, 900 có 550 rồi nha. Máy móc ok, full chức năng, màn hình Rin Man Rin hết toàn bộ luôn, xài ở tất cả ứng dụng luôn ha. Đó, chơi được game luôn, lướt lướt thì chơi được game luôn á. Đó, có 550 à, mã số là 900 nha. Rồi cái 903 nè, cây Asus X00ID nha. Đó, cây này hơi ám nhẹ thôi, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, đặc biệt là RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn, pin thì tốt lắm nha. Camera kép luôn à, camera kép luôn. Đó, màn hình thì không nứt không bể không gì hết, hơi ám nhẹ thôi, găng tay trên nút home luôn nha. Đó, máy móc đẹp kê luôn. Đó, đường cái màn hình riêng luôn, xài rất là bền nha. Đó, tải sẵn ứng dụng, không ảnh hưởng gì máy nha. Đó, tải sẵn ứng dụng hết trơn, con cá nó lội cho màn hình luôn. Nó rạ mạnh lắm nha, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn, ảnh RAW 7 chấm luôn. Đó, em bán có 600 thôi nha. Mã số là 903 nha, 903 ha. Rồi cái 906 nè, lâu lắm rồi em mới thấy được cây Galaxy S6 Edge nha. S6 Edge màn hình công Super AMOLED, cây thì bị nứt ha. Nó bị nứt mà mình nhìn nó đã lắm, em thích cái cây này ghê gớm, có hồng ngoại nha. Đó, máy móc ok, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này có sạc không dây luôn nha, có đo nhịp tim luôn. Nó mỏng lép, mỏng cong cong đã lắm, màn hình Super AMOLED cong luôn ha. Đó, cong luôn. Đó, em bán có 700K thôi, bằng giá sát luôn ha. Mã số là 906 nha. Đó, em cho coi màn hình bị nứt nha. Đó, cong luôn, màn hình cong. Đó, màn hình Super AMOLED cong luôn ha. Đó, màn hình đẹp kinh luôn ha. Đó, nó bị đen chỗ này một tí nỉ ha, bị nứt ha. Không ảnh hưởng gì mấy nha.
Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 700, mã số là 906 nha. Rồi cây 907 ha. Cây này cây Galaxy S7 nha. Đó, nó hơi ám nhẹ ha. Màn hình thì ám nhẹ, không nứt không bể không gì hết luôn. Cây này hồi trước nó bị nứt kính đi ép rồi ha. Đi ép rồi nó có lằn nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà vài bữa nữa cái lằn này hết nha. Tại vì cái nứt theo chỗ đó nó bị lằn thôi. Như vài bữa nó hết. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ SATA 32, Android nó 9 chấm. Cây này thì có sạc không dây, có đo nhịp tim. Đó, màn hình đi ép không, hết mẹ nó 5-600 mà. Mà giờ em bán có 750 vô con luôn, 750 luôn. Đó, mã số là 907 luôn. 907 luôn. Đây, màn hình Super AMOLED nha. Đó. Màn hình ok luôn ha. Đó, pin thì ok luôn, xài được tốt luôn ha. Cây này em bán có 750, mã số là 907 nha. Rồi mã số là 909 nè. Cây này xịn sò lắm nha. Lâu lâu em có một cây xịn sò ai mua được mua ha. Galaxy A31 nha. 4 camera đẹp Cancerbend, RAM 6 cộng 6, RAM 12 nha. Bộ nhớ 128, Android nó 12 chấm. Cây này full chức năng riêng nguyên cây luôn. Em bán giá có 1 triệu 9. Đó, 1 triệu 9 nha, chưa đủ tiền màn hình. Cây này chọt SIM được 2 SIM 4G luôn ha. Màn hình gọi là giọt nước. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình riêng nha. Đó, cái này riêng luôn nha. Ai nói màn hình lô cho luôn cái này nha. Màn hình riêng. Bởi vì chưa đủ tiền cái màn hình. Cái này Galaxy A31 nha. Giá 1 triệu 9 nha. Mã số là 9009 nha. Sạc đu tai si á. Pin thì tốt ha. Rồi cái 852 ha. 852 là cây. Cây này tên là D2. D5287 ha. Cây này xài tiếng Anh nhưng mà xài được SIM của tiếng Việt ha. SIM mình thì bỏ vô hai SIM nghe gọi ok luôn ha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn nha. Em cũng bán có 350 thôi. Nó xài được hai SIM luôn. Mã số là 852 nha. Cây này rin nguyên cây full chức năng luôn, rin hết toàn bộ nha. Nó rin hết toàn bộ luôn ha. Những ứng dụng này em tải là xài tiếng Việt nha. Còn ngoài cái cài đặt ra là tiếng Anh ha. Nhưng mà bỏ SIM nghe gọi tốt luôn. Máy này thì pin pin tốt lắm nha, pin bền lắm. Đó, em bán bèo luôn. Em bán có 350 nha, mã số là 852 nha. Bỏ SIM nghe gọi tốt lắm ha. Rồi 853 nè, cây này cây GTEP A32. Học online tốt, Android nó 8 chấm. Đó, cây này Android 8 chấm luôn ha, mà đặc biệt có găng tay luôn nha, pin thì tốt năng kịch ha. Mã số là 853, em bán chỉ có 400 ha, 400k thôi, xài được hai SIM luôn nha. Đó, máy móc là rin nguyên cây full chức năng luôn, màn hình rin men rin hết, tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn ha, đầy đủ nha. Đó, pin thì tốt lắm, bỏ được hai SIM luôn. Rồi 853 nha, 400k. Rồi cái 856 nè, cây Oppo A83 nha, nó bị hơi ám, rin nguyên cây full chức năng luôn. Màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, hơi ám nhẹ ha. Đó, cây này chọt SIM bên đây nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. RAM 3 này thường thường em bán 7 đến 800 nha, giờ em bán có 550 rồi. Mã số là 856 nha. 856 nè, em tải con cá nó lội trên màn hình luôn. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, hơi ám nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì máy nha. Máy móc ok full chức năng ha, rất là mạnh nha, RAM 3 mà mạnh lắm. Rồi cây này em bán có 550 rồi, mã số là 856 nha. Rồi 860 nè, cây này cây Redmi 6 nha. Redmi 6 thì camera kép nè, găng tay một chạm có hồng ngoại nha. Xài được hai SIM 4G luôn ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 700 nha, mã số là 860 ha. À, chơi được tất cả loại game luôn nha. Nó mà ok luôn, tải sẵn con cá luôn. Đó, màn hình ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm, bỏ được hai SIM nghe gọi luôn nha. Nó giá có 700, mã số là 860 nha. Rồi 861 nè, cây này cây Redmi Note 6 Pro nha. Nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này cũng nặng kịch bự ha, pin thì tốt, camera kép nè, găng tay một chạm nè, có hồng ngoại luôn nha, xài được hai SIM luôn nha.
Máy móc ok luôn, có án có 700k thôi, chơi được tất cả các loại game luôn. Mã số là 861 nha. Đó, màn hình này gọi là màn hình tai thỏ luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng pin thì tốt lắm ha. Đó, nó mẻ đây tí nị thôi, không ảnh hưởng gì mấy nha. Đó, 861 nha, 700k nha. 862. Cây này cây FS8025. Cây này của thằng Exact ha, RAM 4 bộ nhớ 64, anh rồi đó là 7 chấm ha. Này RAM 4 nha. Nó camera kép nè, găng tay một chạm luôn nha. Xài được hai SIM 4G luôn nha. Em bán có 750 thôi. Mã số là 862 nha. Máy này thì mạnh dữ lắm nha. Mạnh như súng đạn vậy đó. Đó. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Nó ứng dụng tải sẵn pin thì tốt lắm. Đó, máy móc ok full chức năng nha, không lỗi gì hết luôn nha. Đó, máy nè. Cực kỳ luôn ha. Mà găng tay một chạm có cam kép luôn, RAM 4 mua như 64 mình rồi 7 chấm luôn. Em bán có 750 rồi nha. Mã số là 862 nha. 862 luôn. Rồi 863 nè. Cây này cây Vivo 1701 1713 nha. Vivo này thì RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm nha. Nó em bán cũng 750 thôi. Mã số là 863 nha. Cây này xài được hai SIM luôn á. Không nứt không bể không gì hết, găng tay cho nút hôm luôn nha. Găng tay này gọi là cảm ứng chứ không phải phím cứng nha. Đó. Vút bấm vô rung 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 đó. Chứ không phải là màn hình bị hở nha, có người bấm vô tưởng là màn hình bị hở. Đấy, màn hình sao mà bấm vô rung rung. Thật ra là cảm ứng nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm, xài được hai SIM 4G luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha, chơi được tất cả loại game luôn nha, Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn, có 750 mà RAM 4 64 luôn nha. 750 mã số là 863 nha. Rồi cái 864 nè. Đó, cây này cây No 6.1 Plus nha, No 6.1 Plus. Rồi RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm nha. Cây này găng tay một chạm nè, cam kép luôn ha. Đó, xài được hai SIM 4G luôn. Đó, em bán giá có 800 nha, 800k ha. Mã số là 864 nha. Đó, máy này thì màn hình nó hơi chạy nhẹ nha. Đó, được cái là máy mạnh lắm, RAM 4 64. Mạnh lắm, tải sẵn ứng dụng cho con luôn à. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 800 nha, mã số là 864 nha. Rồi cây 865 nè, cây này cây iPhone 6s nha. Cây này 16 GB quốc tế mất vân tay, giá 850 nha. Em bán 850 nha. Mã số là 865 nha. Chạy hệ điều hành iOS 15 chấm mấy á. Cây này chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi bóp luôn nha. Đó, chơi được tất cả các loại game luôn. Em tải sẵn ứng dụng rồi, có ai tải thêm thì gắn tài khoản vô tải ha. Máy móc ok, full chức năng màn hình riêng luôn nha. Đó. Rồi em bán giá bèo luôn có 850. Hồi đó cầm cái này là 18 cũ đi mua nữa. Bây giờ em bán có 850. Mã số là 865 nha, 865 ha. Rồi 871 ha, cây Galaxy A70 A51 nha. Cây này RAM 6 cộng 6 là RAM 12, bộ nhớ 128, Android nó 12 chấm ha. Cây này em bán giá con 1,9 triệu. Đó, 1,9 triệu nha. 1 2 3 3 camera, cây này mắc lắm nha. Cây này nó ra đâu bộn á. Mà bán giá con 1,9 triệu chưa đủ tiền màn hình. Cây này xài được hai SIM ha. Đó, máy móc ok sạc đôi Type-C luôn. Mã số là 871 nha, 871. Đó, màn hình đẹp kênh xe ben luôn ha. Màn hình này gọi là màn hình đục lõi và màn hình giọt nước ha. Đó, màn hình đẹp kênh xe ben trong gel luôn. Màn hình rin luôn nha. Cây này rin luôn, đục lỗ luôn chứ. Đục lỗ pin thì tốt lắm nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Giá con 1,9 triệu. Mã số là 871 nha. Rồi cái 821 nè, 821 là cây GTS 1516 Plus nha. Đó, cây này cũng xài được hai SIM một thẻ nhớ, SIM mới gắm trên đây nha. Mở ngay chỗ này nè, mở cái nắp này lên ha. Pin thì trâu lắm. Đó, ba em bán có 350 rồi bỏ được hai SIM nghe gọi ok luôn ha, hai SIM 4G luôn. Có 350 rồi, mã số là 821 nha. Cây này cũng là full chức năng rin nguyên cây luôn nha. Đó, full chức năng mà rin nguyên cây, pin thì tốt lắm, pin thì trâu như con bò vậy đó. Em tải cũng tải sẵn ứng dụng cho con hết rồi nè. Chỉ cần bỏ SIM nghe gọi, không còn cần phải gắn tài khoản gì tải, em tải sẵn hết trơn.
Mua có 350, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Đó, mã số là 821, nhớ đọc mã số này thôi, cần khỏi cần nói là cây máy gì, chỉ cần mỗi một mã số là gắn một cây máy nha, với nói một cây mã số là 821 là em biết cây gì ha. Rồi cái 824 nè, cây Galaxy Z2 060 nha, Z2 60 nó bị nứt miếng ở dưới đây nè. Đó, nó nứt miếng dưới đây bị cứng bị nứt ha. Em bán sổ vô con luôn, cây này thường em bán tới 500 đến 600. Giờ em bán có 350, bỏ được hai sim nghe gọi luôn nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Em bán có 350, bỏ được hai sim 4G luôn. Mã số là 824 nha. Nè, em cho coi màn hình nè, máy móc ok full chức năng nha. Đó, full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt, pin rời luôn nha. Xài được hai sim luôn. Đó, bị nứt con tí nỉ dưới không có ảnh hưởng gì mấy, em bán sổ rẻ cho bà con xài ha. Cây này mà em đem ra bán sát cũng giá như vậy ha. Nó mua thâu lợi giá như vậy luôn. Rồi em để em bán cho bà con có gì có xài với người ta ha. 824 nha, 350 nha. Rồi cái 827 nè, cây này cây Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android nó 6 chấm nha. Cây này Android nó 6 chấm luôn, máy móc green nguyên cây full chức năng. Đó, coi được tất cả ứng dụng nha. Đó, máy móc ok. Đó, pin thì tốt, pin rời luôn, xài được hai sim 4G luôn nha, màn hình green, main green hết toàn bộ luôn. Em bán giá có 450, Android 6 chấm luôn nha, mã số là 827 nha. Rồi cái 828 nè, cũng là cây Galaxy Z500 nha, màu trắng nha. Học online tốt, Android nó 6 chấm luôn, em bán có 450, xài được hai sim 4G luôn, green nguyên cây full chức năng, màn hình green, main green, không lỗi lầm gì hết. Đó, máy móc ok, tải sẵn con cá cho bà con luôn ha, pin thì rời luôn ha. Đó, máy móc ok luôn của thằng Sam luôn á, xài được hai sim 4G luôn, có 450 à, mã số là 828 nha. Đó, bên em bán có cọc, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel nha, 50 hay 100 gì đó, cộng trăm em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha, bên em cọc mới bán nha, ý cứ yên tâm uy tín nha, cọc qua là ship nha. Rồi 828 nha, 450 nha. Rồi cái 829 nha, cây Galaxy Z320 nha. Này, học online tốt, Android 5 chấm luôn, green nguyên cây full chức năng, xài được hai sim 4G luôn. Đó, có 4G nữa ha, xài được hai sim 4G luôn. Em bán 450, mã số là 829 nha. Máy này thì màn hình green, main green, green hết, xài pin rời luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Cây này em bán 450 nha, mã số là 829 nha. Mã số là 831 ha. Cây này cây Galaxy Z2 Pro nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500k nha. Mã số là 831 nha, xài được hai sim luôn, green nguyên cây full chức năng nha. Nó green luôn ha. Màn hình green, main green luôn. Nó tải con cá nó lỗi màn hình luôn, đẹp ken span luôn ha. Máy móc ok rất là mạnh ha. Đó, giá tiền cỡ này thôi mà dễ gì mua được cái cây giống như thông số giống vậy ha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android 7 chấm em bán có 500k. Cây này pin rời xài được hai sim luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Nó 500k, mã số là 831 nha. Rồi cái 832 nè, cây này hàng hiếm luôn. Hàng này hàng xách tay nha. Nó của thằng Mi, Mi 5 nha. Nó xài tiếng Anh, rum thì rum tiếng Anh nha. Nhưng mà sim thì sim xài quốc tế. Em bỏ sim em test ok hết rồi ha, có hồng ngoại luôn nha. Nó máy nó bầu bầu ha, màn hình riêng luôn, Super AMOLED luôn nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm rất là mạnh mẽ luôn. Em bán có 550. Nếu mà màn hình này, cây này mà rum tiếng Việt ha, là em bán tới là 700 tới 800. Mà giờ em bán có 550, mã số là 832 do rum tiếng Anh ha. Đó, máy thì em tải sẵn ứng dụng luôn, con cá lội màn hình đẹp luôn. Đó, có tải CH Play này kia ok hết toàn bộ ha, tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Đó, pin thì tốt lắm, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Đó, máy móc ok full chức năng nha. Rồi, cây này em bán có 550, mã số là 832 nha. Đồ sạc đuôi tai si ha. Rồi cái 839 nè, cây này Mi A1 nha, Mi A1 vỏ nó hơi xấu thôi. Sạc đuôi tai si, xài được hai sim 4G, có găng tay một chạm, có camera kép luôn nè, có hồng ngoại luôn nha. Cây này rất là mạnh luôn, chơi tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi B-up luôn nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 700k, thường thường cây này em bán tới 900 á. 900 mà giờ em bán có 700k cho bà con ha, mã số là 839 nha, chơi tất cả loại game Liên Quân Wi-Fi B-up luôn. Cây này riêng nguyên cây luôn nha. Đó, riêng nguyên cây luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Chơi game màu đã luôn ha, sạc đuôi tai si, sạc nhanh luôn nha. Đó, sạc nhanh như 33W hay gì á.
Rồi cái này em bán có 750, mã số là 839 nha. Đó, bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc theo 50% nha, cộng 100 em sẽ bao ship nha. 839 750 nha. Rồi 841 nè, cây này cây Galaxy J800 nha. Đó J8 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Đó, cây này thì zin nguyên cây, màn hình zin nha. Màn hình zin, main zin, zin hết toàn bộ máy luôn nha. Đó, máy móc ok, zin nguyên cây luôn. Đó, xài được hai sim 4G luôn ha, của thằng Sam luôn, găng tay nằm đây nè. Camera kép nữa ha, xài được hai sim nè, chọt ở đây nè, một thẻ nhớ luôn nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 850, chưa đủ tiền cái màn hình zin nữa. Mã số là 841 nha, 841 có 850 rồi nha. Đó, tải sẵn con cá lội luôn, máy móc ok, full chức năng, tải sẵn hết luôn ha. Đó, pin thì tốt ha. Rồi mã số là 841, 850 nha. Rồi cái 802 nè, cây này cây Galaxy J320 nha. Đó, nó bị nứt có một tí nỉ ở góc này nè, nó không ảnh hưởng gì mấy nha, có một tí nỉ ở góc nè, màn hình zin nha. Zin hết toàn bộ máy luôn. Cây này full chức năng luôn, Android nó 6.5 chấm ha. Cây này em bán cũng có 350 thôi, bỏ hai sim 4G luôn nha. 4G ha, bỏ hai sim 4G luôn, em bán giá có 350, mã số là 802 ha. Cây này cũng là zin nguyên cây, full chức năng, màn hình zin, main zin hết toàn bộ luôn ha. Pin rời dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin thì tốt ha, máy móc ok luôn ha. Rồi 350 nha. Mã số là 802 nha. Rồi cái 804 nè, cây này cây Nova nha, Nova thường thường em bán 500 tới 600 ha. Cây này chọc sim bên ngoài luôn, một sim hai sim một thẻ nhớ luôn, 4G luôn ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Nó bị lót miếng ha. Đó, nó bị lót, em coi cái lót ha, không ảnh hưởng gì mấy nha. Nó bị lót một miếng, tải sẵn ứng dụng bị lót ở đây tí nỉ không ảnh hưởng tới màn hình nha. Máy móc ok luôn. Đó, full cây, zin nguyên cây luôn. Cảm ứng xài bình thường. Pin thì tốt lắm, xài được hai sim luôn ha. Cây này em bán 400 mà giờ em bớt còn 350 thôi, 350 cây này ha. Mã số là 804 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, pin thì tốt, máy móc ok luôn ha. Rồi cái 806 nè, cây này cây Galaxy J500 nha. Nó J500 zin nguyên cây, full chức năng luôn. Zin hết toàn bộ luôn, pin zin hết toàn bộ luôn. Pin thì tốt, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, Android nó 6.5 chấm luôn, em bán 450, 450 xài được hai sim 4G luôn, mã số là 806 nha. Đó, màn hình zin, main zin luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, cây này rất là bền nha. Đó, trừ khi là bị rớt bể rớt mạnh nha. Chứ màn hình zin này khó mà bể nó lắm. Mã số là 806 nha, 450 xài được hai sim nha. Rồi cái 810 nè, cây này cây Redmi Note 5A nha, Prime. Cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này full chức năng, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, full chức năng luôn, em bắn có 700k, chơi được game Liên Quân Wi-Fi B-up luôn nha. Mã số là 810 nha, cây này rất là mạnh mẽ, mạnh dữ dằn lắm. Đó, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, hai sim 4G luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, máy móc ok rất mạnh, 810 nha, 700k nha. Rồi cái 812 nè, cây Galaxy Note 5 nha. Đó, Note 5 luôn, RAM 4, bộ nhớ 32, Android 7 chấm. Note 5 này thì có sạc không dây. Đó, có màn hình Super AMOLED ha. Đó, có đo nhịp tim nha. Đó, cái viết ha. RAM 4 nha, cây này Note 5 là lên RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm rồi. Cây này em bán 900 nha, thường thường em bán tới 1 triệu mốt, em bán có 900 thôi. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Màn hình này không nứt không bể không gì hết luôn. Tay trái em khó vuốt quá, tại em quay cầm cái máy tay phải, còn tay trái này em vuốt ha, nên nó khó một tí ha. Đó, màn hình đẹp nha, không ám ố, không chày xước, không gì luôn ha. Máy móc ok full nữa. Rồi cái này em bán có 900 nha, RAM 4 nha, mã số là 812 nha. Rồi cái 813 nè, cây Galaxy J7 Plus nha. J7 Plus là J7 cộng á, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này camera kép nè, thấy không? Có hai sim 4G luôn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng, găng tay trên nút home ha. Nó đẹp Ken-span nha, camera kép luôn. Cây này cũng cứng khừ ha, full ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 9 chấm luôn. Em bán là 950 nha, mã số là 813 nha. Đó, 813, máy móc ok, tải sẵn con cá lội một cái ha, màn hình nó đẹp Ken-span luôn.
Ồ. Đẹp ken spare luôn, găng tay chứ nó hôm luôn ha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, về em tải sẵn ứng dụng ha. Rồi cây này 950 nha, mã số là 813 nha. Rồi cây 814, cây này cây Galaxy S8 Plus ha, S8 cộng nha. Đó, nó bị lót một miếng nè, em coi cái lót coi. Nó bị lót một miếng. À, đây bị keo chứ không bị lót nha, bị keo của cảm ứng với cái kính chứ không phải cảm ứng cái keo, bị dập keo miếng nha, màn hình trong veo luôn, đi ép kính được luôn ha. Đó, cái kính nó bị keo thôi chứ không phải bị lót ha, em để lộn này, bị keo ha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm. Cây này màn hình cong Super AMOLED, có sạc không dây. Cây này phiên bản xài được hai sim, có găng tay ha. Đó, sạc đôi tai si, màn hình Super AMOLED cong luôn ha. Em bán giá có 1,5 triệu ha. Đó, 1,5 triệu luôn. Cây này mã số là 814 nha, 814 chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Màn hình này không 2-3 triệu á. Mà giờ em bán chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Đó, máy móc ok luôn, trong veo trong sáng bạch luôn ha. Rồi cái 782 nè, 782 là Huawei U02 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm nha. Cây này em bán 400 mà giờ em bớt còn 350 nha, bán 350 luôn, mã số là 782 nha. Máy này thì zin nguyên cây full chức năng luôn, zin hết toàn bộ luôn. Đó, trượt ngang ha. Đó, zin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng vô con luôn ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Pin thì tốt ha, em để từng lễ rồi pin tốt ha. Cây này 350 mã số là 782, xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi cây này có Note 2 ha, mã số là 784 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 400 xài được hai sim luôn nha. Hai sim 4G luôn, máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, máy zin nguyên cây full chức năng, xài được hai sim 4G luôn ha. Mã số là 784 nha, 400K ha. Rồi cây 785 nè, cây Galaxy Z500 nha. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này á, là hai sim 4G luôn, em bán 450 nha, mã số là 785 nha. Màn hình thì zin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, xài rất là bền luôn. Cây này thì bền khỏi nói luôn, màn hình nó ken span luôn, zin luôn. Đó, cây này em bán giá có 450, mã số là 785 nha. Rồi cây 789 nè, cây này cây Redmi Note 5 nha. Đó, bị đốm màn hình tí ha. À, học online tốt ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này thì chơi được game Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn ha, chơi được tất cả các loại game nha. Găng tay một chạm nè, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn. Em bán có 550 nha. RAM 3, bộ nhớ 32 luôn, mã số là 789 nha. Đó, 789, màn hình đốm miếng ở đây không ảnh hưởng gì hết nha. Nó không nứt màn hình nha, màn hình zin ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok full chức năng ha. Rồi cây này em bán có 550, mã số là 789 nha. Rồi cây 794 nè, cây hàng xịn sò ha. Cây này ra cây VMAX Ari ha, VMAX Ari ha. Cây này RAM 6 nha, bộ nhớ 64, Android nó 11 chấm. Cây này hàng xịn sò nha, mắc lắm, 4 camera luôn nè, đèn led két luôn ha. RAM 6 nha, bán giá 1,4 triệu. Cây này 794 nha, sạc một đuôi tai si, xài được hai sim 4G, găng tay trên nút nguồn ha. Đó, máy móc ok luôn ha, màn hình zin luôn, máy móc zin hết toàn bộ luôn nha. Găng tay trên nút nút home này ha, trượt mạnh lắm, thằng này trượt mạnh thiệt mạnh nó mới lên, em tay trái trượt không đủ. Rồi tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình đẹp lắm nha, màn hình đẹp ken span luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, màn hình giọt nước luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình zin luôn nha, men zin zin hết toàn bộ luôn nha. Rồi cây này giá 1,5 triệu nha, mã số là 794 nha. Máy móc ok, đẹp cứng khừ luôn ha. Rồi 795 nè, cây Galaxy S9 nha, nó bị ám nhẹ ha, zin nguyên cây full chức năng, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Màn hình Super AMOLED cong luôn. Đó, cây này sạc đuôi tai si, sạc không dây, đo nhịp tim, găng tay nằm đây ha, màn hình Super AMOLED thôi ha. Đó, của thằng Sam luôn ha. Cây này RAM 40 64, Android nó 10 chấm ha. Cây này em bán giá có 1,6 triệu mà chưa đủ tiền cái màn hình. Mã số là 795 ha. 795.
Đó, màn hình đẹp gen, không đốm đốm không gì hết luôn, máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, máy đẹp gen span luôn. Đó, cầm sẽ rất là sang trọng ha. Rồi cây này giá 1,6 triệu nhưng mã số là 795 ha. Rồi cây 796 nè, cây này cây Galaxy S9 Plus. S9 Plus nha, camera kép nè, găng tay một chạm nè, sạc không dây nè, đo nhịp tim nè. Cây này xài được hai sim RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này RAM 6 nha. Em bán giá 2 triệu 2 nha, có sạc không dây này kia luôn. Mã số là 796 nha. Màn hình này Super AMOLED cong luôn nha. Đó, màn hình Super AMOLED cong luôn. Đó, màn hình đẹp luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, đẹp gen span luôn, không ám ố, không đốm gì hết luôn. Phiên bản máy móc ok luôn, xài được hai sim luôn nha. Rồi em bán giá 2 triệu 2 nha. Đó, mã số là 796 nha. Chưa đủ tiền cái màn hình nữa, sạc đuôi Type-C, sạc không dây luôn nha. Rồi cây 752 nè, cây này cây Galaxy Z200 nha, cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn, cây này em bán 350 nè, xài được hai sim 4G luôn, mã số là 752 nha. Cây này thì màn hình Rin hết toàn bộ ha, Rin nguyên cây ha, full chức năng luôn, pin thì rời ha, máy móc ok full chức năng luôn, màn hình Rin chắc nịch ha, đi ruộng đi đồng này kia ok luôn. Đó, mã số là 752 nha, 350 ha. Rồi cây 754 nè, cái Galaxy Z700 nha. Nó Rin nhưng mà màn hình nó hơi ám nhẹ. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Ở cây này thường thường em bán 6-700 á, bị ám nhẹ em bán có 400 ha. Mã số là 754 nha, xài được hai sim 4G luôn. Màn hình Rin Mandarin hết toàn bộ luôn ha. Đó, màn hình ám nhẹ không có thấy luôn ha. Đó. Máy móc ok, tải sẵn dụng pin thì rời ha, nó bự nha. Đó, Z700 luôn. Đó, có 400k thôi, mã số là 754 nha. Rồi cái 756 nè, cái Galaxy E5 nha. Nó mỏng lét, màn hình Super AMOLED. Nó Rin nguyên cây luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm ha. Cây này em bán 450, xài được hai sim 4G ha. Mã số là 756 ha. Máy móc là xài được hai sim luôn. Đó, màn hình Rin đẹp lắm, Ken Span luôn ha. Đó, đẹp Ken luôn, mỏng lét ha. Máy móc ok, full chức năng mà. Đó, màn hình không ám ố, không gì hết luôn. Đó, pin thì tốt lắm nha. Rồi em bán có 450, mã số là 756 nha. Rồi cái 757 nè, cây này cây Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này thì bền nguyên cây luôn, bền lắm nha, màn hình nó Rin luôn. Vỏ thì cũ 5 tháng nhưng mà đựng cái Rin nguyên cây luôn. Rồi full chức năng không lỗi gì hết luôn. Em bán có 450, mã số là 757, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, màn hình Rin Rin hết luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, xài rất là bền nha. Máy này thì khỏi nói, bền cùi cùi 450 nha, mã số là 757 nha. Rồi cái 758 nè, cái Meizu M3S nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm nha. Cái Meizu này Rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, găng tay trên nút home luôn, được cái là nút home này là nút bắt luôn nha, nút home là nút bắt luôn nha. Đó, nút bắt về nè, đó thấy không, em bấm dùng cái nó quên, bấm dùng cái nó mới được bắt về, nó bắt về từ cái ha. Đó, dòng này nó là vậy ha. Rồi cây này em bán 450, mã số là 758, Rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Cây này thì xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng dùng con luôn, mã số là 758 nha, máy móc ok luôn ha, rất là mạnh. Rồi mã số là 759 nè, cây Movitas E1 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android trên núi ha. Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 450, xài được hai sim 4G luôn ha. Cây này có găng tay luôn đó nha. Có găng tay luôn, máy móc ok, vỏ thì trụ cũ qua 5 tháng, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha. Màn hình nó tải sẵn dụng cho con thì pin thì tốt lắm. Bỏ hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Có 450 thôi, Android 8 chấm luôn. Mã số là 759 nha. Rồi 760 nè, cây Nova nha, Nova RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, xài được hai sim luôn, chọn ngoài luôn ha, hai sim một thẻ nhớ luôn, chọn ngoài này ha. Cái này là người riêng nguyên cây full chức năng nguyên khối luôn. Em bán có 500k thôi, mã số là 760 nha, 760 luôn.
Máy móc riêng nguyên cây full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho con đó, ứng dụng có sẵn luôn ha. Rồi mà pin thì tốt lắm ha, bỏ được hai sim nghe gọi ok luôn ha. 500k mã số là 7 60 nha, 7 60 ha. Rồi cái 763 nè, cây này Galaxy Note 4 nha, nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 550. Rồi, Note 4 em bán có 550 luôn. Mã số là 763 nha. Rồi, có đo nhịp tim nè, có hồng ngoại nha. Đó, cây này cái viết nha, màn hình Super AMOLED luôn nha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn á. Máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì cũng tốt lắm nha, bỏ sim nghe gọi ok luôn ha. Đó. Rồi cây này em bán rẻ bèo luôn, có 550 rồi nha. Mã số là 763 nha, chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Rồi, có cái viết luôn nha. Rồi cái 767 nè, cây này cây Vivo X20A nha, RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm luôn, RAM 4 ha. Em bán có 800 rồi nha. Găng tay một chạm luôn. Mã số là 767 nha. Cây này xài được hai sim 4G, màn hình Super AMOLED. Đẹp ken luôn, có dòng xịn sò của thằng Vivo, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi đó. Máy móc ok luôn ha, 800k, mã số là 767 nha. Rồi cái 768 nè, cây này Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 900 nha, mã số là 768 nha, xài được hai sim 4G, một thẻ nhớ nha. Đó, của thằng Sam luôn á, máy móc ok luôn ha, full chức năng. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, không ám ố, không gì hết luôn, máy móc ok luôn ha. Rồi, cây này em bán 900 nha, mã số là 768 nha, Z7 Pro ha. Đó, có cây Z7 Plus ha, Z7 Plus, RAM 4 nha, 64, Android nó 9 chấm luôn. Cây này camera kép luôn, RAM 4 luôn nha. Em cũng bán 900 luôn, mã số là 769 nha. Xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, máy móc ok full chức năng nha. Đó. Máy móc ok luôn ha. Đó. Cây này rin luôn nha, màn hình rin luôn. Main rin, rin hết luôn ha. Đó. Hơi ám nhẹ tí này, nhẹ thiệt nhẹ không thấy ha. Rồi tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Rồi máy móc ok luôn, RAM 464 xài được hai sim luôn nha. Có 900k, mã số là 769 nha. Rồi 721 nè, cây này cây Redmi 3 nha, cây này tiếng Anh không nứt không bể không gì hết, chạy được hai sim nha. Có hồng ngoại luôn ha. Hai sim 4G luôn. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm ha. Cây này em bán có 300k thôi. Mã số là 721 nha. Nó máy móc không nứt không bể không gì hết luôn nha. Chỉ là tiếng Anh thôi nhưng mà những ứng dụng tải vô tiếng Việt ha. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 300k nha. Đó, em bán giá có 300, mã số là 721 nha. Rồi cây 724 nè, cây này cây S S4 nha, tiếng Anh nha. Cây này không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây full chức năng luôn, tiếng Anh nha. Nhưng mà xài sim quốc tế ha, bỏ sim vô nghe gọi bình thường ha. RAM 2, bộ nhớ 16 ha, bán nghe gọi nha. Cây này em bán có 350 nha, mã số là 724 nha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, có hồng ngoại luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi nè. Đó, ứng dụng nè, tải sẵn hết luôn ha. Đó, chỉ còn bỏ sim nghe gọi thôi cũng lời nữa, có 350 rồi. Mã số là 724 nha. Rồi 728 nè, cây này Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này bờ lắm, màn hình chắc nịch ha. Rin luôn nha, màn hình Rin main Rin, pin rời luôn ha. Xài được hai sim 4G luôn, đon là hai sim nữa ha. Em bán 450 nha, mã số là 728 nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó. Máy móc nguyên cây luôn nha. Rồi em bán giá có 450, mã số là 728 nha. Rồi, Z730, mã số là 730 ha. Cây này cây Redmi 6A. Đó, nó bị lót miếng nè, trắng trắng ha, không ảnh hưởng, không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 450 nha, mã số là 730 nha. Đó, nếu không bị lót thì em bán lấy 5 600 nữa. Đó, mã số là 730 nha, 450 ha.
Không, màn hình thì không nứt không bể không gì hết luôn đó, còn đẹp ken span luôn ha, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm, chơi được game luôn đó nha. Máy móc ok luôn ha, em kiếm cái gài đặt em vô cho bà con coi đó, nó bị lót nhẹ màu trắng trắng ở đây không ảnh hưởng gì mấy nha, đó là cái lót của màn hình thôi chứ không phải là hư màn hình nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn, cây này mạnh lắm mà, riêng nguyên cây full chức năng luôn, em bán có 450, mã số là 730 nha. Rồi cái 731 nè, em còn cây Galaxy Z700 nha, màn hình Rin main Rin hết toàn bộ, pin rời hai sim 4G luôn, nó bị ám nhẹ ha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này đẹp hơn cây nãy tí, em bán 500 nha, mã số là 731 nha, 731 ha. Đó, tải con cá sẵn luôn, nó lội một cái đẹp kênh span, màn hình Rin main Rin luôn đó, nó hơi ám nhẹ ha. Đó, máy móc ok luôn, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha, hai sim 4G luôn, pin thì trâu gời luôn ha. Đó, 500k, mã số là 731 nha. Rồi mã số là 733 nè, cây này cây Z7 Prime nha, Rin nguyên cây full chức năng, màn hình Rin main Rin hết toàn bộ, hơi ám nhẹ, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500 ha, mã số là 733 nha. Đó, 733 luôn, Rin nguyên cây luôn nha. Cây Z7 Prime bền full, nó hơi ám nhẹ nha, nó ám nhẹ nhẹ ha. Đó, đường cái màn hình Rin, nó xài tốt ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, ứng dụng tải sẵn luôn ha. Rồi máy móc ok full chức năng luôn, em bán có 500k ha, xài được hai sim 4G luôn, mã số là 733 nha. Rồi mã số là 734 nè, cây này cũng là Z7 Prime luôn, hơi ám nhẹ, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. Cây này em bán cũng có 500k, mã số là 734 nha. Cây này cũng là Rin nguyên cây full chức năng, màn hình Rin main Rin luôn, hơi ám nha, nó hơi ám nè, đó nó đốm nhẹ tí nị mực ở đây ha, nhưng mà vút vút nhẹ nhẹ mai mốt hết luôn ha, nó không ảnh hưởng mấy ha. Đó, máy móc ok full chức năng, màn hình Rin main Rin luôn, mà RAM 3 bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500k ha, mã số là 734 nha, Z7 Prime nha, xài được hai sim luôn, một thẻ nhớ luôn, hai sim 4G luôn ha. Rồi cây 739 nè, cây này cây A6 Plus nha, nó A6 Plus luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm, nó màu vàng ha, vỏ nó cũng hơi xấu miếng nha, được cái rồi Rin nguyên cây luôn nha. Đó, cây này Rin nguyên cây luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn, RAM 4 chứ không phải thường luôn nha. Camera kép nè, găng tay một chạm nữa ha. Đó, xài được hai sim 4G luôn, có một thẻ nhớ luôn ha. À, cây này em bán 800 nha, mã số là 739 nha. Đó, máy móc ok full chức năng, tải sẵn con cá lội luôn nha. Đó, màn hình Rin luôn ha, nó hơi ám nhẹ nhẹ tí nị không ảnh hưởng gì mấy ha, được cái màn hình Rin. Máy móc ok luôn, bán 800 nha, mã số là 739 nha. Rồi cái 740 màu xanh ha, Galaxy A6 Plus màu xanh luôn, camera kép nè, găng tay một chạm nữa ha, xài được hai sim 4G, một thẻ nhớ nữa ha, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cái này em bán 800 ha, mã số là 740. Cái máy này thì full chức năng luôn ha. Nó full chức năng luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok luôn ha. Nó máy móc ok luôn ha, đã luôn, mạnh cực kỳ luôn ha. Đó. Rồi cây này em bán giá là 800 nha, mã số là 740 nha. Galaxy A6 Plus ha. Rồi mã số 703 ha. Cây này Galaxy Z200 nha, hơi ám nhẹ nha, riêng màn hình Rin main Rin Rin hết luôn toàn bộ luôn. Đó, ra học online tốt, Android 5 chấm luôn, xài được hai sim 4G luôn. Đó, cây này pin rời luôn nha, có 400k thôi, mã số là 703 nha. Đó, cây này em bán có 400 ha, màn hình chưa đủ tiền cái màn hình đó, máy móc Rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, đó máy móc Rin hết toàn bộ luôn. Rồi cây này ha, full chức năng ha, không lỗi gì hết luôn nha. Đó, 703 nha, có 400k thôi nha. Rồi cây 705 nè, cây Nova nha. Nova này thì trọt sim bên ngoài, được hai sim một thẻ nhớ nha. Đó, Rin nguyên cây luôn, full chức năng, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Android nó cao lắm nha. Cây này em bán có 500 ha, mã số là 705 nha. Cây này thì xài được hai sim 4G luôn nha, màn hình Rin main Rin Rin hết toàn bộ luôn. Máy móc Rin hết luôn. Đó, pin cũng tốt nữa ha. Rồi của thằng Nova ha. Rồi 500k, mã số là 705 nha. Rồi 706 nè, cây Neo Sơn nha.
Nelson VK50006 nha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Đặc biệt là pin nó khủng hoảng tinh thần. Pin nó xài một tuần lễ ha, có bóng đèn le, có đèn pin luôn. Đó. Đó, chật lên là cháy ha. Nó không nứt không bể không gì hết, xài trước là bền luôn ha. Lúc nguồn nằm đây ha, màn hình rin main rin rin hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đặc biệt cây này pin rin pin nó tốt lắm, bự lắm nha. Đó, tải sẵn ứng dụng hết luôn ha. Đó, cây này pin tốt lắm. Đó, cây này Android nó 6 chấm luôn ha. Em bán có 500k cây này ha. Mã số là 706 nha. Rồi 500k cây này ha, mã số là 706 nha. Rồi cái 708 nè, cái Kno C2 nha, Kno C2 luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Đó, em bán có 500k, máy này cũng rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Màn hình rin main rin rin hết toàn bộ luôn. Đó, test hết toàn bộ luôn. Máy móc ok, xài được hai sim 4G luôn ha. Máy cũng còn đẹp, Ken Span luôn ha. Đó, cây này 500k, mã số là 708 nha. Máy móc cũng còn đẹp quá ha. 682 nè, cây này Galaxy Z200 nha. Đặc biệt là rin nguyên cây full chức năng luôn. Cây này á, màn hình nó bền lắm. À, học online tốt, Android 5 chấm, em bán có 300 à, 300 rưỡi. Cây này 300 rưỡi, xài được hai sim 4G luôn ha, hai sim luôn nha. Đó. Máy móc rin nguyên cây full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng ha, pin thì tốt, pin rời luôn nha. Đó, hai sim luôn. Máy móc ok luôn ha, của thằng Sam luôn ha. Em bán có 300 rưỡi, mã số là 682 nha. Rồi 685 nè. Cây này cây Redmi 5A nha, cây này tiếng Anh luôn. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7 chấm luôn. Cây này thường thường em bán cũng 600k do tiếng Anh nè. Em bán có 400 ha. Pin này á, thì cục pin nó bị hư rồi, em lấy cục pin xịn hơn, đời cao hơn em bỏ vô nó hơi cao một chút nha. Đó, cây này em bán 400 nha, mã số là 685 nha. À, em tải sẵn ứng dụng cho con này. Nó ứng dụng sẵn hết trơn luôn, pin thì tốt ha, máy móc ok, xài được hai sim 4G luôn ha, màn hình rin main rin hết toàn bộ ha. Đó, chỉ thay cục pin xịn vô thôi. Rồi ra 400k nha, mã số là 685 nha. 686 là của dòng Mi luôn, Redmi 6A, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 550, giờ em bán có 500 ha, 500k luôn. Đó, mã số là 686 nha. Có 500 ha. Máy móc ok, full chức năng rin nguyên cây luôn. Nó tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, máy móc em test banh chành hết rồi. Đó, xài được hai sim luôn nha. Rồi 500k, mã số là 686 nha. 687 nè, cây Redmi 3S nha. Găng tay có găng tay luôn nha, có hồng ngoại luôn nha. Hai sim 4G luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cái này em bán 500 nha, 500. Mã số là 687 nha. Đó, 687 luôn, pin nguyên cây full chức năng. Đó, tải sẵn ứng dụng vô con luôn nè. Pin thì tốt ha, xài được hai sim luôn. Đó, máy móc hơi cũ qua năm tháng thì em bán rẻ có 500k rồi nha. Rồi, mã số là 690 nè. Cây Galaxy S6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này có sạc không dây nè, màn hình Super AMOLED luôn ha. Nó bị tróc thủy cho chứ không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, cây này có đo nhịp tim nè. Đó, máy móc ok luôn, có sạc không dây, màn hình Super AMOLED là ok rồi. Em bán rẻ luôn, có 600k thôi. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Ừ, có hồng ngoại luôn nha. Đó, máy móc ok luôn. Em bán giá có 600 rồi nha, chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Mã số là 690 nha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn. Máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Ồ, cực kỳ luôn nha. Đó, có bị tróc thủy ở đây miếng thôi, không ảnh hưởng gì hết. Sau này bà con muốn đẹp á, thì đi ép kính lại, ép kính lại cái đẹp Ken Span lại. À, có bán có 600 mà cây này hồi đó mua đồ 5-6 triệu á. Nhờ mã số là 690 ha, 600k nha. Rồi 691 nè, 691 là Oppo F5 nha. Đó, Oppo F5 RAM 4 nhưng chúng phải thường, RAM 4 bộ nhớ 64, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Cây này em bán có 700k màu đỏ nha, có găng tay một chạm luôn. Nó xài được hai sim luôn ha. Đó, em đôn cục pin vô xịn xịn sò cho bà con, cục pin nó hơi bự chút nha. Cục pin nó xịn hơn chút. Cây này em bán 700, mã số là 691 nha. Đây, cây này xài được hai sim luôn. Đó, full chức năng nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn.
Cây này mạnh lắm nha, RAM 4 chứ không phải thường nữa nha. Em bán có 700k thôi, mã số là 691 nha. Em có cây B-Phone 3 ha, cây B-Phone 3 của thằng ABKV, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm ha. Cây này RAM 4 mạnh lắm, có găng tay một chạm nè. Cây này nó bên hãng nó công bố là bán cho bên Dubai xài á, chứ Việt Nam mình không có xài đâu. Em cũng được gặp có hai cây, cây này cây thứ hai nè. Đó. Cây này em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, máy móc ok, full chức năng, màn hình rin men rin rin hết luôn. Đó, cây này mạnh lắm nha, RAM 4, bộ nhớ 32, chơi được tất cả các loại game luôn nha. Cây này bán của nước Dubai á, của mình không có xài được, nhưng mà sau này em mới sở hữu được cây hai cây bán cho bà con có gì trải nghiệm ha. Đó, mã số là 693 nha, 750 nha, RAM 4 32 em bán 750 nha. Sạc đuôi taxi luôn nha. Rồi cây 694 nè. Cây này của ông bộ nhân dòng cao cấp ha. RAM RAM 8 cộng 5 nè, RAM 10 13, bộ nhớ 128 ha. Android nó 12.3 camera luôn. Máy móc ok, sạc đuôi taxi. Xài được hai sim 5G. Màn hình camera kép mà đục lỗ. Đó, màn hình full chức năng, full ken luôn ha. Đẹp ken span luôn, đẹp cực kỳ luôn ha. Đó. Cây này em bán 2 triệu rưỡi nha, tại nó mạnh lắm. RAM 8 cộng 5 mà RAM 13 mà. Đó, em bán 2 triệu rưỡi nha, mã số là 694 nha. Máy này thì khỏi nói, chơi Liên Quân Wi-Fi V-Up thì khỏi nói luôn, rất là đã luôn ha. Đó, dòng ok luôn, dòng cao cấp, màn hình nó đẹp lắm nha, trong video mà. Đẹp lắm. Đó, máy móc ok luôn ha, 2 triệu rưỡi nha, mã số là 694 nha. Rồi cái 673 nè, hủ tiếu chai 820, hủ tiếu chai 820, con mắt bự tổ bồ nái luôn ha, camera tổ bồ nái luôn. Cây này bán nghe gọi ha, cây này full chức năng riêng nguyên cây luôn. Mất cái nắp này ha, mất cái nắp đậy nữa, xài được hai sim nha, nó hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Rồi, rút cái lưỡi ra bỏ được sim ha. Đó, cây này bán ngày gọi 350 nha, mà mã là 673 nha. Đó, 673 luôn. Máy này thì riêng nguyên cây luôn, ở trên đây mất cái nắp đậy chứ không ảnh hưởng tới màn hình nha, cái nắp ở dưới bằng mũ nha, nó chỉ không ảnh hưởng màn hình, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha, mất cái nắp đậy thôi. Đó, cây này ok luôn ha, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn đó, ứng dụng sẵn luôn ha, máy móc ok luôn, chơi những cái game của em không cũng lời nữa. Đó, em bán có 350 cái này ha, 350 nha, mã số là 673 nha. Rồi cây 675 nè, cây này cây Huawei NL21 nha, nó rin nguyên cây và full chức năng luôn, mà hơi ám nhẹ màn hình ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 500, hôm nay bị ám nhẹ em bán có 400 ha, xài được hai sim luôn nha, hai sim 4G luôn, mã số là 675 nha. 675 á, màn hình rin men rin rin hết luôn. Máy móc ok luôn, ám nhẹ tí nị không ảnh hưởng gì mấy ha, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì trâu lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng hết cho bà con luôn. Đó, màn hình hơi ám nhẹ thôi. Đó, máy móc ok luôn ha. Full chức năng xài rất là bờ luôn nha. Rồi, 400k, mã số là 675 nha. Rồi cái 645 nè, cây này Galaxy Z200 nha, học ở laptop Android nó 5 chấm ha. Cây này em bán 350 thôi, bỏ được hai sim nghe gọi, riêng nguyên cây full chức năng. Cái Z2 này bờ lắm nha, màn hình riêng nó bờ lắm, nó chắc nịch ha. Máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết, pin thì pin rời, dễ sửa dễ thay ha. Cây này em bán có 350, mã số là 647 nha. À, 645 nha, 645 nha, full chức năng luôn ha. Rồi 650 nè, cây này cây Galaxy Z500 nha, học online top Android 5 chấm luôn, rin nguyên cây luôn, full chức năng, xài được hai sim 4G ha. Em bán có 400k thôi. Đó, 400k cái này ha, mã số là 650 ha. Đó, vỏ thì cũ qua 5 tháng nhưng mà màn hình còn đẹp nha. Đó, cây này bền lắm nha. Nó chắc nịch ha, màn hình rin nó cứng khừ. Đó. Có khi chọi cổn không thấy gì đó. Bình thường luôn. Nãy nó rin nó Z2, Z5, G530, màn hình rin nó cứng khừ ha. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, bỏ sim nghe gọi tốt, pin rời luôn, hai sim luôn nha. Có 400k thôi, mã số là 650 ha, có 400k thôi nha. Rồi 652 nè, cây này Galaxy Z500, học online top Android nó 5 chấm luôn. Cây này cũng còn đẹp ha, xài được hai sim 4G luôn. Cây này em bán 450 nha, pin rời, dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Màn hình rin, men rin, máy rin hết luôn ha.
Mã số là 652 nha. Đó, màn hình zin luôn, đẹp ken luôn ha. Xài biết nừ hư nó, màn hình này zin là nó cứng khừ ha. Máy móc ok, full chức năng luôn, đẹp luôn nha, không ám ố không gì hết luôn. Đó, bỏ sim nghe gọi không lời nữa. Rồi có 450, mã số là 652 nha. Đó, bên em bán có cọc nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ha, 50% gì đó. Cọc 100 em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi 4652 ha, 450 nha. Rồi 653 cây Vivo V3 ha, nó bị ám rin nguyên cây full chức năng. Ở găng tay một chạm luôn, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn ha. Cây này thường thường em bán 600 700 bị ám nhẹ ha. Em bán có 450 thôi. Mã số là 653 nha. Cái RAM là mạnh ha. RAM 3 luôn á, xài được 2 sim 4G luôn, thẻ nhớ gắn ở trên ha. Sim gắn ở đây ha. Đó, máy móc không nứt không bể không gì hết, ám nhẹ thôi, xài bình thường không thấy gì hết luôn, nó hơi ám nhẹ thôi nha, nhưng mà xài bình thường được cái máy mạnh mà rẻ ha. Đó, máy mạnh nó cực kỳ, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, rất là mạnh luôn, có 450, mã số là 653 nha. Rồi 658 nè, cây Huawei RR5 ha. Đó, cây RAM 3 chứ mà thường đâu, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 600, có găng tay một chạm nè, có camera kép nè ha, camera kép nè, có 2 sim 4G luôn nha. Đó, em bán có 600k thôi mà Android 7 chấm và RAM 3 luôn nha. Mã số là 658, được cái rin nguyên cây full chức năng luôn nha, không lỗi gì hết, rin luôn hết, toàn bộ luôn. Đó, rin hết, tải sẵn dụng pin thì trâu như con bò luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, đó, em tải sẵn luôn. Máy móc là nó CF Play, G đặt, cái đầy đủ luôn ha. Đó, em tải sẵn hết luôn rồi đó. Rồi màn hình rin men rin pin tốt luôn ha. Em bán có 600k thôi, mã số là 658 nha. Rồi cây 660 nè. Cây này cây Redmi Note 5A Prime nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Đó, cây này em bán thường 750-800, mà giờ em bán có 700 ha. Mã số là 660 nha. Đó, xài được 2 sim 4G luôn nha. Đó, hồng ngoại luôn. Đó, nếu mẹ mẹ đang tí nỉ hay sườn ha. Ờ, sườn nó bị mẻ ăn miếng thôi ha, còn màn hình thì không bị nứt nha, không bị bể gì hết. Đó, màn hình máy mạnh lắm nha, chơi được game Liên Quân Free Fire luôn nha. 700k cái này ha, mạnh lắm, xài được 8 nhân mỗi nhân 2 hết luôn á. Máy mạnh ha, mã số là 660 nha. Rồi cây đầu tiên là cây 610 nè, cây này là Galaxy S5 nha. Đó, rin hết luôn, không nứt không bể gì hết, hơi ám nhẹ nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm ha. Cây này em bán có 300 mà, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Có đo nhịp tim luôn, có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này em bán có 300 mà. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con rồi ha. Đó, pin cũng tốt, màn hình hơi ám nha. Đó, hơi ám nè. Đó, xài bình thường luôn, có 300k, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Đó, rồi cây này em bán 300 ha, mã số là 610 ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cộng trăm em sẽ bao ship nha. Ai chuyển khoản thì nói em gửi số tài khoản ha. Còn không chuyển khoản được thì chạy đi mua cái cạc Viettel ha. Sau đó cọc cho em ha. Cọc 50 thì 20k tiền ship, cộng trăm thì bao ship ha. Mã số là 610 nha. Rồi cái 614 nè, cây Huawei U01 nha, cây này nặng kịch nè. Nghe gọi tốt lắm ha. Cây này em bán cũng có 350, xài được 2 sim nha. Mã số 614 nha. Đó, máy móc ok luôn, nặng kịch ha, pin thì tốt lắm, rin nguyên cây luôn. Cây này trượt màn hình ngang nha. Đó, trượt màn hình ngang ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, ứng dụng tải sẵn hết trơn luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, full chức năng luôn. Rồi cây này em bán nghe gọi ha, cây này em bán có 350, bỏ được 2 sim nha. Mã số là 614 nha, rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Rồi cái 617 nè, cây này cây Asus A007 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này xài được 2 sim 4G luôn, em bán có 400k thôi, mã số là 617 nha. Đó, rin hết toàn bộ luôn, men rin màn hình rin hết luôn. Đó, vỏ thì xấu cũ qua 5 tháng thôi, nhưng màn hình còn đẹp ha. Màn hình vậy như có dán cường lực mới lột ra. Nó còn đẹp hơn, vỏ thì nó cũ qua 5 tháng thôi, tải sẵn ứng dụng rồi, pin tốt, xài được 2 sim 4G luôn, có bán có 400k thôi, Android 6 chấm luôn ha. Mã số là 617 nha. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ha, 50% gì đó.
nếu mà cộng 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. 400k mã số là 617 nha. Rồi cây Vivo Y66 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 600 xài được 2 sim 4G luôn nha. Mã số là 628 nha. Ở sim chọt đây nha. Còn thẻ nhớ thì chọt trên đầu ha. Cây này full chức năng, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng có con cá lội luôn. Má u nó đẹp nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Pin thì con cá nó lội luôn nha. Đó, ứng dụng tải sẵn hết trơn luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Rồi mã số là 628 nha, có 600k thôi nha. Rồi cây đầu tiên là cây 540 ha. Đó, cây này iPhone 3G bán nghe gọi nha, 300k. Hồi xưa mà được cây này là giàu lắm á, chứ không phải thường đâu. Đại gia mới được xài mấy máy này á, bỏ sim nghe gọi tốt ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Đó, ứng dụng người xài được cái gì xài ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi cây 540 nha, 300k ha, bỏ sim nghe gọi ha, quán cà phê ngồi ha, nhịp giò để cái phone bar nghe gọi cũng đã ha. Rồi cây 547 nè, Huawei NL31 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Đó, cây này em bán 400 nha. Đó, cái này xài được 2 sim nha, có găng tay một chạm luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, pin thì trâu lắm. Em bán có 400k thôi, mã số là 547 nha. Máy giờ ghẻ bèo luôn ha. Đó, xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc ok luôn. Em bỏ sim nghe gọi tải sẵn ứng dụng luôn. Có bán có 400k thôi, 400k sổ cái này nha. Mã số là 547 nha. 549 nha. Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này riêng nguyên cây full chức năng xài được 2 sim 4G luôn. Em bán 450 nha. Mã số là 549 nha. Cây này bỏ túi đi ruộng bền lắm, cực kỳ đúng ha. Nó màn hình nó là green luôn, nó bền lắm, nó xứng khừ ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 450, mã số là 549 nha, 549 nha. Đó, máy móc green nguyên cây luôn nha. Rồi 550 nè, cây Sony XA nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Ở cây này em bán có 500 mà, trước cây này bán tới 1,2 triệu luôn á, bây giờ có 500 ha. À, mất cái nắp đậy rồi, cái này chỗ này sẽ nhớ nha, chỗ này rút cái lưỡi ra bỏ được 2 sim ha. Mã số là 550 nha. Đó, máy móc là full chức năng riêng nguyên cây, màn hình riêng main riêng luôn, riêng hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng cho con, pin tốt lắm, nó cứng khừ, nó ú nù đã lắm ha. Đó, nó chất lừa vừa vậy. Rồi mã số là 550 nha, cây này 500k thôi ha. Rồi 556 nè, Acti V Max Acti 3, RAM 6 nha. RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 nha. 3 camera luôn, găng tay một chạm, có camera thụt lò luôn nha. Đó, Acti máy móc ok luôn, màn hình đẹp, con cá lội luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Ồ, màn hình nó đẹp, ken pin tốt lắm nha. Có camera thụt lò phay đi, nó chạy lên chạy xuống đã lắm nha. Cam thì khỏi nói, nét căng sơ ben luôn ha. Giá 1,8 triệu nha, tại này là RAM 6, bộ nhớ 64 nha. Mã số là 556 nha, xài được 2 sim 4G luôn, có sạc một đôi tai xi luôn ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Rồi 557 nè, cũng là VMAX Acti 3 luôn, RAM 6 bộ nhớ 64 Android 10 ha. Em bán giá 1,8 triệu nha, 3 camera, găng tay một chạm, có camera ra trên nó hợp lò luôn ha. Mã số 557 nha. Đó, máy full chức năng, màn hình đẹp, con cá nó lội không thấy đường, tải sẵn ứng dụng luôn ha, xài được 2 sim 4G luôn. Camera trước thụt lò luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, đẹp ken sờ bên luôn. Mã số 557 nha. Giá 1,8 triệu nha. Rồi, cây 558 nè. 558 là Galaxy S9 Plus nha. S9 Plus luôn ha. Đó, hai camera kép nè. Đo nhịp tim nè. Sạc không dây nè. Đo nhịp tim ha. Đi ăn tay một chạm ha. Đó, cây này màn hình Super OLED cong luôn nha. Đó, cong luôn. Cây này em bán giá là 2 triệu nha. Bữa là 2,3 triệu nè, em sụt luôn, bán ba còn 2 triệu luôn. RAM 6 nha, bộ nhớ 256GB nha. Cây này mạnh dữ lắm, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán giá 2 triệu nha, mã số là 558 nha. Đó, máy móc ok full chức năng ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Màn hình không nứt, không bể, không gì hết nha. Đó, máy móc ok luôn ha.
bị đốm này tí nị ha, màu đen nè, ngày vài bữa nó hết luôn nha. Máy móc ok, full chức năng ha. Đó, màn hình đẹp luôn nha, màn hình zin nguyên cây luôn. Đó, cây này em bán giá 2 triệu nha, mã số là 558 nha. Rồi cây 513 nè, cây này cây Galaxy Z200 nha. Nó học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán cũng có 350, xài được 2 sim luôn, đoan là 2 sim nữa ha. 2 sim luôn, cây này cũng là zin nguyên cây, full chức năng luôn nha. Đó, máy móc zin, màn hình zin, men zin, zin hết, toàn bộ pin thì tốt, xài được, nghe gọi được ngày ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, chỉ cần nhập sim, nhập wifi vô xài thôi ha. Những cái game của em là khỏi cần wifi luôn cũng xài được ha. Mã số là 513 nha, 350 nha. Đó, 2 sim luôn, bỏ túi đi gọn gọn hơn, đã cứng khừ luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cái 517 nè, cái này cây Galaxy Z320 nha. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 450, xài được 2 sim 4G ha. Cây này mã số là 517 nha. Đó, máy móc ok, zin nguyên cây, full chức năng, màn hình zin, men zin, zin hết luôn. Pin thì tốt lắm, bỏ được 2 sim 4G luôn ha. Đó, nó cái vỏ cũ gì chứ nó xài bền lắm nha. Mã số là 517 nha, 450 nha. Rồi cái 524 nè, cây này cây Redmi Note 5A nha. Đó, dùng Mi ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 550 nha, mã số là 524 nha. Cây này có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, rất là mạnh luôn. Cây này màn hình zin, men zin hết toàn bộ luôn, mà đẹp nữa. Đó, nó mạnh lắm nha. Đó, cây này ok luôn ha. Nơi tầm giá nó là mạnh lắm. 524 nha, 550 ha. Rồi 527 nè, cây này cây Huawei i7 Prime nha. Đó, tên nó là vậy ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Nó có găng tay một chạm luôn nha nha. Nó xài được 2 sim 4G luôn. Em bán 600 thôi. 600 ha, mã số là 527 nha. Nay em sổ cho bà con luôn, sổ suốt quần luôn ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 em bao ship nha. Rồi máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình đẹp luôn ha. Pin thì tốt ha. Cây này em bán 600 nha, mã số là 527 nha.